Hãy, luôn luôn hãy xác định rõ cái gì mình mong muốn là cái gì các anh chị nhé và để mà xác định rõ cái điều anh chị mong muốn thì trong câu lạc bộ có cái công thức đặt mục tiêu thông minh thì các anh chị có thể tham khả, hỏi những người trưởng nhóm của mình để anh chị có cái tài liệu này nha đặt mục tiêu thông minh các anh chị nha đặt mục tiêu cho tháng mới cho năm mới luôn các anh chị nhé được không ạ rồi thì hôm nay là theo chia sẻ cho anh chị chỉ cái cách suy nghĩ và cái cách anh chị có thể chọn lựa cho mình cái sự giàu có các anh chị ha à, bởi vì sao ạ bởi vì sự giàu có nó là một cái sự lựa chọn nha anh chị à, bao nhiêu số anh chị đây mình nghĩ rằng là sự giàu có nó là một cái số phận nha anh chị à, giàu có đây là lựa chọn chứ không phải là do cái số à, các anh chị ơi ý đầu tiên tôi muốn chia sẻ các anh chị là gì dầu có đây nó là một sự lựa chọn chứ không phải là do số. Ừ. nếu như anh chị nào ở đây mình mình có anh chị nào ở đây mình vẫn tin là à, duyên số không nghe chị, do số phận, à, do cái số của tôi nó lặng đặng như vậy rồi, à, do cái số của mình đó là do là mình sinh trúng cái ngày tháng năm đó nên là nó mới có một cái cuộc đời như thế. À, do cái số của mình đó là lúc xưa. Đó, là sinh ra là lỡ uh, lỡ bị cái gì đó đây à, là hôm nay là năm nay là đó không có hay hoặc là cái năm này là cái năm uh, không phải là năm tuổi nên là mình làm ăn nó không có được yes hoặc là cái năm này là năm nó chưa có được tốt à, nên là kinh doanh nó không có thành với lại là cái số của mình là từ hồi nhỏ giờ là cũng anh em nhà anh em nó cũng đông á nên thành ra nó cũng khổ từ giờ là nó cũng quen rồi <laughs> có không các anh chị tại vì hồi xưa sinh ra là làm bánh cả này kia kiểu thứ mình phải đùm mấy đứa con mấy đứa em nữa nên thành ra là cái sốt của mình nó 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 không khỏe từ hồi hồi xưa giờ rồi từ hồi còn nhỏ giờ rồi có anh chị nào đây mà vẫn còn tin như vậy không ạ à? hoặc là các anh chị có đi xem thầy bói ha anh chị xem thầy bói và thầy bói nói rằng là năm nay là năm không có tốt nên thành ra làm ăn cũng không có thành được À, năm nay là kỵ, tại giờ nó là năm tuổi nên là nó hơi kỵ một túc, nó kỵ tuổi tí, nên là làm ở kinh doanh nó không có thành. Các anh chị nào đây mình đã từng như thế, à, đã từng như vậy và vẫn đang nghĩ như vậy. Có không các anh chị? À, yes. Vậy thì hôm nay các anh chị phải biết một cái điều, đó chính là gì ạ? À? Sự giàu có nó là một sự lựa chọn các anh chị, chứ không phải là cái số. các anh chị ha. Đó là sự lựa chọn. Anh chị có lựa chọn anh chị sống một cuộc đời giàu có hay không? Và khi trước đây đó các anh chị em theo cũng nghĩ rằng là uh, cuộc đời ai cũng có cái số hết rồi. Mình sinh ra mình không có được học hành đàng hoàng. À, không phải học hành đàng hoàng đây là em theo nói em theo vẫn học tới đại học. Nhưng ý là mình không có được gọi là được uh, học về kinh doanh hay học về những cái gì đó Nó gọi là về uh, kinh doanh hay là về chuyên sâu, chuyên ngành Những cái ngành mà gọi là làm ra tiền đó Thì mình không có, không phải là như thế Mình cũng không học và tiến sĩ, thạc sĩ, mình không học cao như vậy à, Thì mình nghĩ rằng là chắc là cái số mình nó chỉ tới đó thôi Mình có làm gì thì nó cũng cỡ đó thôi nhưng Nó không thể nào mà giàu hơn được Và theo chị nghĩ tới là mình làm được 5 triệu, 10 triệu Là mình nghĩ là mình ngon rồi các anh chị Và không bao giờ nghĩ hơn gì chị nhé À, bao nhiêu anh chị đã từng như vậy ạ à? yes và cái thời xưa theo đã từng nghĩ như vậy các anh chị nhưng mà từ khi mà theo đến như câu lọc bộ thì cũng giống như các anh chị ngày hôm nay nè thì theo mới uh, uh, nghe được một cái câu đó chính là gì à? quyền năng lớn nhất của con người là quyền được ra quyết định và lựa chọn có nghĩa là con người được ra quyết định và được chọn oh các theo nói rằng là, ủa được như thế hả ủa vậy là được hả ủa ừ, là được chọn hả chứ không phải là cái số hả bao nhiêu số anh chị thì mình à, mình cũng cái cảm giác nó giống theo ạ à? thật sự là ngày đầu tiên theo nghe cái điều này theo cảm thấy nó vỡ òa luôn các anh chị tại vì trước giờ mình nghĩ là cái số nó định như thế là nó phải như thế nhưng mà đến với thành viên trong câu lạc bộ chúng rồi những anh chị giàu có ở đây thì anh chị nói khác anh chị nói rằng là Ủa tôi cha mẹ tôi dạy là của con người là có quyền được lựa chọn mà có nghĩa là mình là người chọn các anh chị mình có quyền chọn cái công việc mà mình làm mình có quyền chọn cái cuộc sống mà mình mong muốn có nghĩa là bạn chọn giàu hay là bạn chọn túng thiếu đó là do bạn chọn chứ không phải cái số nhà nên là theo đó các anh chị sự giàu có là lựa chọn chứ không phải là cái số và lúc đó theo mới có một cái điều nữa này các anh chị đó chính là gì ạ À, bạn cũng có quyền được lựa chọn làm việc vất vả để có tiền hoặc là bạn cũng có quyền được lựa chọn làm việc nhà nhã thánh thơ để có nhiều tiền được chọn luôn các anh chị à, quyền năng lớn nhất của con người là quyền được lựa chọn và ra quyết định cho đến năm 25 tuổi thôi mới biết điều này các anh chị ơi. phải chi mà mình biết cái thời mình còn nhỏ ha thì mình chọn cuộc đời của mình nó đẹp đẹp xíu rồi đúng không các anh chị? thì theo năm theo 25 tuổi theo mới biết đến những anh chị à, trong câu lạc bộ ở đây theo mới được chỉ cho một cái quyết định đó chính là thời khắc bạn ra quyết định lại sứ mệnh được hình thành game các anh chị và ngay cái thời khắc đó theo đã lên like facebook của các anh chị theo đã lên like facebook và theo đã tuyên bố một câu là gì ạ? kể từ giây phút này trở về đi tôi chọn làm việc nhàn nhã thỉnh hơi và có rất nhiều tiền tại vì trước đó làm làm cực quá mà tiền thì có vài đồng tiền trong túi là có 5 triệu 10 triệu thôi mà anh chị biết không đâu có giữ được tiền đâu nên là cứ thiếu thốn, thiếu cha hụt dưới tiêu ít tiêu. mình mình cuộc sống của mình không có cần phải chi tiêu nhiều mà nó cũng thiếu nữa kiểu gì nó cũng thiếu anh các anh chị nhé cái gì thiếu luôn vậy thì lúc đó theo mới lên Facebook theo chọn lại liền các anh chị thì nó là kể từ giây phút này trở về đi tôi chọn làm việc nhàn nhã thánh thơi và có rất nhiều tiền tuyên bố liền trên Facebook liền hoành tráng lắm cái là sau đó là anh em bắt đầu nó đổ xô vô nó kêu mày bị cái gì đó rồi ủa đừng có nghe ba cái bọn uh, uh, tàu lao ở đâu rồi bắt đầu ảo tưởng nha cưng rồi đừng có đừng có nằm mơ cà phê có làm thì mới có ăn <laughs> rồi tất nhiên là phải làm mới có ăn nhưng mà em đang chọn làm việc nhàn nhã anh chị nhé em có ghi đầy đủ mà kiểu như đọc cũng kỹ sao á tôi chọn làm việc nhàn nhã thỉnh hơi có rất nhiều tiền cho em nói là cộng đồng mạng nó bắt đầu nó úp nó úp em các anh chị nhé kể cả từ cộng đồng mạng cho đến gia đình bà con họ hàng gì là bắt đầu nói mình có vấn đề liền đó. nên là em cũng dặn các anh chị <laughs> anh chị có ra quyết định gì thì khai khẽ thôi một mình mình biết thôi <laughs> đừng có giống như em hồi xưa mình quá khắn, phấn khích đi thế là mình lên mạng mình nói là um sùm trên đó là cuối cùng là 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 cộng đồng mạng có <laughs> quả lên tin thôi các anh chị nhé thậm chí là anh em họ hàng hàng số bạn bè cha mẹ gia đình bắt đầu lo lắng cho mình luôn các anh chị nên là thôi các anh chị để chỉ mình tôi là được rồi các anh chị ha gì ừ, anh chị ok ạ à nên tối ngày hôm nay nếu như mà anh chị đã trước đây mình mình ra quyết định đó, mình đã vô tình mình ra quyết định là Mình phải làm việc nó vất vả cập lực gì mới có tiền hay gì đó Hoặc là anh chị ra quyết định là Cái cuộc sống của mình là uh, Trước giờ mình là con một Mình là con cả Mình là con nhà nông Mình là gì đó Nên là cái số của mình nó phải lặng đặng Cái số của mình nó phải hẩm hiu Cái số của mình nó phải rửa uh, mồ hôi sau nước mắt Cái số như vậy Đừng... Nên là bữa nay từ chối cái đó đi Các anh chị ha Và bắt đầu ra quyết định lại các anh chị Yeah. À, em mong em mong các anh chị có thể làm luôn ở à, trên cái Zalo các anh chị vì để chỉ mình tôi à, nên để chỉ mình tôi các anh chị và cái bài viết đó của em hình như nó cũng còn hay sao á nó ta trên Facebook á nếu anh chị uh, khi nào nó báo lại thì em sẽ chụp lại cái hình đó thế là bắt đầu là em em nhớ nhất cái kỷ niệm đó các anh chị nhé thế là ngày hôm nay các anh chị chỉ sau chỉ sau đó là một tháng khi mà em theo ra quyết định thôi thì sau hai tháng sau là cuộc sống của em theo là bắt đầu em đã có được một công việc và em có một cái em biết được cái sứ mệnh của mình cái chuyên gia của mình nên trở thành chuyên gia cái gì và mọi thứ nó sắp xếp một trật tự lên thiên và em theo cũng đã có một cái công việc mình bắt đầu làm việc nhàn nhã thảnh thơi và có nhiều tiền hơn các anh chị không có phải như lúc trước và em theo đã gia tăng cái lợi nhuận của mình lên gấp 50 lần cho đến 100 lần và bây giờ nó đã cán mốc chính thu nhập chính con số Và đến gần 10 con số đó là điều tuyệt vời không các anh chị nói chung là ngoài sức tưởng tượng các anh chị ha Anh nên là em mới nói các anh chị là hãy học cái cách ra quyết định và sự giàu có nó là cái sự lựa chọn của bạn và em theo rất may mắn là ba năm về trước em được gặp câu lạc bộ và em đã tuyên bố như thế lúc đó có nhiều người họ rất là cười em họ chê bai họ phỉ bả mình họ cười nhạo mình họ nói mình thế này thế kia nhưng mà hình như là em không có quan tâm hình như là hình như là lúc đó mình kiểu như là mình bị phấn khích quá với lại là mình quá tin tưởng câu lạc bộ sao không biết mà người ta nói gì em cũng không quan tâm luôn các anh chị Uh, hay là cha mẹ mình cũng không đến nỗi phải quá lo lắng về mình thế là tại vì cái câu đó là em em đăng lên là cả cái cộng đồng mạng là tố quả lên tên hết mà những anh chị em làm việc với theo là cũng quảng hồn luôn nói chung là họ 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 phấn kích em tới nỗi mà em phải từ bỏ cái công việc kinh doanh cũ đó luôn á từ tổng giám đốc cho đến phó giám đốc cho đến thành viên rồi tất cả mọi thứ đều đem em ra để bêu rêu và nói rằng là đừng có nghe con nhỏ này nó mà nó nói cái gì đừng có nghe nha cái gì mà làm việc nhàn nhã thảnh thơi Cái nhất tiền cái này là đừng có bao giờ tin nha cái thôi em nói rằng là, là một cái người giám đốc mà debut mình như vậy sẽ thôi em nghĩ em nghĩ làm luôn cho cái chỗ đó cái là em lắp hết em nghĩ chơi hết em em tập trung cái cái quyết định của mình không biết bây giờ người ta nói gì không biết nhưng mà bây giờ ở đây người ta bảo mình ra quyết định thì bây giờ mình ra quyết định là mình học mình làm việc nhàn nhã thân thơ và có nhiều tiền không biết bây giờ làm sao mình cuộc đời của mình nó phải được như thế thế là em bắt đầu nghỉ chơi với mấy cái anh chị em bên kia luôn đó, ha. các anh chị nhớ là mình nên làm kính thôi nha các anh chị nhé làm kính thôi ra quyết định kính thôi chỉ một mình mình biết thôi à, đừng có để những người họ không biết họ hiểu lầm á các anh chị họ quan mang họ lo lắng như các anh chị đó đó là cái điều đầu tiên mà em nghĩ các anh chị cũng nên làm và uh, có một số người các anh chị họ đổ lỗi đó các anh chị nhé bởi vì sao ạ họ đổ lỗi là bởi vì do cái năm đó nên họ kinh doanh làm ăn không có được uh, bao nhiêu số anh chị thấy là có rất là nhiều người họ đi kinh doanh họ đi làm việc họ đi kinh doanh các anh chị uh, thì họ đi làm việc họ đi kinh doanh nhưng mà một cái thời gian sau họ không có làm được á, thì lúc đó họ mới bắt đầu nói rằng là Ờ tôi do là tôi không có do cái lý do này, do lý do kia nên họ mới không thành trong cái công việc kinh doanh đó. Có không các anh chị? Yes. Thì anh chị có biết tại sao họ lại đổ lỗi không mà thay vì phải thay đổi bản thân mình mà họ lại đổi qua là họ đi đổ lỗi không các anh chị. Tại vì tại vì khi mà mình đổ lỗi cho kinh tế, cho thị trường, cho một cái gì đó đó thì họ không cần phải thay đổi. Đó, ở đây là có một số anh chị ở đây mình đổ lỗi cho nó lẹ. Ha, khi mình đổ lỗi cho người khác là mình mình không cần phải thay đổi gì hết. Nên thành ra nó rất là thoải mái, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó, các anh chị ha, đã nên là có đa số mọi người họ đổ lỗi cho số phận. Đó. Và em nói các anh chị rằng là mỗi một người ở đây đều có một cái số phận khác nhau. Nhưng nhưng à, cái số đó là do mình ra quyết định các anh chị. Ha mỗi chị đây mình sẽ có một cái số phận khác nhau nhưng cái số đó là do mình ra quyết định ok ok chị tuyệt không ạ đó, cái số đó là do mình ra quyết định nên là từ nay về sau anh chị không cần phải đổ lỗi mà mình hãy chịu trách nhiệm một trăm phần trăm và mình chỉ cần là đấy, qua cái tình huống này tôi học cái bài học gì để tiến đến cái mục tiêu của tôi Được không các anh chị? Ừ. Và để mà anh chị có thể đạt được kết quả tốt nhất ấy, là anh chị hãy học cái cách chịu trách nhiệm và hãy nói rằng là tôi cần phải thay đổi điều gì để cái bài học của tôi là cần phải thay đổi điều gì để tiến đến cái mục tiêu của tôi. Để tiến đến cái mục tiêu của mình. Và cái yếu tố số 2 em muốn dặn các anh chị đây. À, yếu tố số 2 các anh chị. Đó chính là gì ạ? vì của các anh chị là hãy tập trung vào kết quả cuối cùng mà mình mong muốn là gì anh chị hãy tập trung vào kết quả cuối cùng anh chị mong muốn là gì nếu như anh chị mong muốn đạt được sự giàu có thì anh chị hãy tập trung để đạt được cái kết quả tự do tài chính cái kết quả là gì tự do một cuộc đời tự do tài chính cho mình à, nếu như anh chị mong muốn một cuộc sống là thành công khỏe mạnh hạnh phúc thì anh chị hãy tập trung để xây dựng nó chứ đừng có vẽ đường cho vũ trụ các anh chị được không ạ là chị lưu ý này ha là tập trung vào kết quả cuối cùng mình mong muốn chứ đừng có vẽ đường cho vũ trụ được không các anh chị rồi vẽ đường là như thế nào các anh chị biết không ạ vẽ đường là như thế nào ạ vẽ đường có nghĩa rằng là anh chị nghĩ là tôi cần phải hoàn hảo thì tôi mới có thể thành công và giàu có được. Bao nhiêu sơn chị hiểu điều này, bao nhiêu sơn chị có cái suy nghĩ này à? Vẽ đường có nghĩa là anh chị nghĩ rằng là tôi uh, phải hoàn hảo, tôi phải giỏi, tôi phải giỏi tiếng Anh nè, tôi phải giỏi giao tiếp nè, tôi phải học lên thạc sĩ nè, tôi phải giỏi về uh, khả năng ăn nói nè tôi phải đủ tuổi nè hoặc là tôi phải có mối quan hệ nè tôi phải gây dựng cho mình những mối quan hệ này 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 nè tất cả mọi thứ anh chị lúc nào anh chị cũng vẽ đường cho vũ trụ và một trong những bí kíp là đừng có vẽ đường các anh chị mà việc của chúng ta là gì ạ à, anh chị không cần phải hoàn hảo để trở nên giàu có mà anh chị chỉ cần là gì ạ tập trung vào cái điều anh chị mong muốn vũ trụ chỉ cần biết là anh chị muốn cái điều gì và giúp anh chị đạt được cái điều đó thôi. Anh chị ha. Được không ạ? À? Vì của các anh chị là hãy tập trung vào kết quả cuối cùng mình mong muốn là gì và luôn tin rằng vũ trụ luôn có một con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất giúp cho anh chị đạt được mục tiêu của mình. Được không các anh chị? Ok. Và trước khi mà đến như câu lạc bộ các anh chị Thì có một cái mong mỏi đó chính là Để lâu quá rồi cái bức tranh đó thì... Ừ. thì thì đã bỏ đi mất tiêu rồi Thì tôi có một cái mong mỏi đó chính là Mình mong muốn đạt được 100 triệu lợi nhuận trên một tháng các anh chị các năm mà theo từ 18 tuổi đến năm theo 20, 25 tuổi anh chị biết á, Lúc đó theo đang tập trung cái gì anh chị biết không Lúc đó theo đang tập trung là uh làm thế nào để mình có thể kiếm nhiều tiền hơn <laughs> mình chỉ mong là mình kiếm nhiều tiền hơn thôi các anh chị và theo mới ngồi theo vẽ đường cho vũ trụ vậy nè để mà mình kiếm nhiều tiền hơn là mình phải biết tiếng anh à, tại vì mấy người mà biết tiếng anh là mấy người mấy mấy anh chị mà biết tiếng anh là toàn là uh, những người làm được, họ sẽ có cơ hội làm được nhiều tiền thế là theo đã cấp sách đi học tiếng anh các anh chị cái sau đó theo lại nghĩ rằng là à, những anh chị nào mà làm ra nhiều tiền đó, là thường hay là những người mặc gọi điện rất là giỏi gọi điện chốt sale rất là giỏi thế là theo đi học cái cái nghề gọi điện chốt sale học gọi điện các anh chị rồi rồi theo lại ngồi phân tích tiếp là nếu như mà anh chị nào đó, mà à, muốn giàu có hình như là họ hình như là mình quan sát là mình thấy họ rất là giỏi cái Uh, giỏi cái việc chữa, chữa bệnh đó các anh chị theo là ngồi có một cái cái đợt đó chính là em theo nghĩ là những cái người mà chữa bệnh đó là những người sẽ kiếm được rất nhiều tiền thế là em theo đi học chữa xương khớp vậy các anh chị em nói các anh chị là em học khá là nhiều nhưng mà cuối cùng em vẫn không làm ra tiền anh chị chỉ làm ra nhiều tiền hơn thôi và chính xác là theo đó làm ra nhiều tiền hơn từ 2 triệu sau đó lên hai triệu rưỡi sau đó lên ba triệu <laughs> liên 4 triệu cái lúc mà theo học được cái tiếng anh xong là theo làm được 4 triệu cái lúc mà theo học gọi điện gọi điện chốt sale xong là mình lên được ba triệu rưỡi à, 4 triệu rưỡi một tháng nhiều không các anh chị nhiều hơn không ạ nhiều hơn anh chị có thấy nhiều tiền hơn không ạ nó nhiều tiền hơn thiệt á nhưng mà nó không có dư không có giàu được các anh chị nó chỉ nhiều hơn thôi nó không tại vì lúc đó theo không có biết là mình phải cụ thể cái số tiền mình mong muốn là bao nhiêu cái là sau đó là theo về quê các anh chị năm đó là theo em theo 25 tuổi. Em về quê thì em mới uh, có như là mình mình học ở Sài Gòn mình mình đi làm đủ thứ mà mình không thành công thì mình bỏ về về quê vậy sao. Kiểu như là thất bại về vậy đó. Cái là về quê cái bắt đầu tập tành kinh doanh buôn bán hai năm. Cái sau 2 năm đó là cái, cái là mình cũng không có dư giả được. Cái em thơ mới bắt đầu là tự nhiên cái là trong cái việc kinh doanh bán hàng á thế là tự nhiên em ra quyết định là em uh, bán được 10 triệu cái là lúc đó mình làm được 10 triệu cái sau đó mình tự nhiên có một ý tưởng trong đầu là bây giờ mình làm được 10 triệu thì mình cũng sẽ lên được 100 triệu cái tự nhiên cái số 100 triệu ở đâu nó tự nhiên nó mất bảo trong đầu em nghe anh chị cái lúc đó cái tiền tự nhiên cái mình mình mơ ước là mình nếu mình làm được 100 triệu á, thì mình sẽ có 10 triệu mình uh, uh, gửi cho cha cho mẹ mình phụng dưỡng cha mẹ mình còn 10 triệu mình chi tiêu còn 80 triệu mình có thể để dành để đẻ mình uh, đầu tư các kiểu thứ tự nhiên nó có ý tưởng như vậy cái okay. Em Thư cũng bắt đầu à, nghĩ tới cái con số 100 triệu đó. Cái rất là may mắn các anh chị. Một thời gian sau lại theo gặp được môi trường của câu lạc bộ luôn các chị ha. Thì trước đó em Thư cũng dễ đường đủ thứ. Nhưng mà cái con số 100 triệu nó rất là ám ảnh mình. Thế là em mới gặp môi trường câu lạc bộ. Thế là chỉ cho theo cái cách là gì ạ? À? À, kinh doanh bằng sức mạnh tiềm thức. À, kinh doanh bán hàng bằng sức mạnh tiềm thức. Bằng luật hấp dẫn. Đó. Và anh chị biết không ạ? À? cái câu đầu tiên mà theo học ở trong đó là gì <laughs> hãy tập trung vào kết quả bạn mong muốn và luôn tin rằng luôn tin rằng vũ trụ luôn có con đường ngắn nhất nhanh nhất và dễ dàng nhất cho bạn <laughs> các anh chị ha và em nói các anh chị là trước khi mà đến với câu lạc bộ đó là em nói với các anh chị rằng là em em lấy cái kế hoạch mà đạt được 100 triệu đó không biết khi nào em mới làm xong nữa Em không biết khi nào em mới, 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 làm cái công việc kinh doanh đó đạt được 100 triệu các anh chị. Em không biết khi nào em mới làm được 100 triệu. Tại vì em vẽ ra, em vẽ ra nó, nó đủ đường rồi đó. Em vẽ ra nó rất là khó làm. thế nhưng mà, mà khi mà mình đến với con lạc bộ các anh chị, mình nắm được bí kíp, mình nắm được tư duy, tự nhiên mình có tư duy, tự nhiên mình gặp đúng cái tư duy, mình gặp đúng cái bí kíp. Là mình đạt được 100 triệu là nhuận một cách dễ dàng luôn các anh chị nhé. Mà sau đó hai tháng, không phải là sau một tháng, mà sau đó cũng phải là hai tháng gần 3 tháng là theo mới đạt được trăm triệu là những đầu tiên cho mình cái bức tranh đã hoàn thành các anh chị tuyệt vời mà quá tuyệt vời đó này theo mới nói với anh chị là hãy tập trung vào cái kết quả cuối cùng anh chị mong muốn là cái gì và anh chị hãy uh, tin tưởng là luôn có một con đường ngắn nhất dễ dàng nhất và nhanh nhất anh chị nha ngắn nhất dễ dàng nhất và nhanh nhất cho anh chị còn nếu như mình vẽ đường á mình mà tự vẽ cho vũ trụ đi á, là cũng được nhưng mà vẽ nó lâu lắm các anh chị em phải em tự vẽ anh chị biết không em vẽ em học tiếng anh rồi em vẽ em học marketing rồi em vẽ em học gọi điện chốt sale rồi em vẽ là em đi học chữ xương khớp rồi em nói anh chị là bốn năm học sinh viên á, em không đi học chuyên ngành của em đâu mà em học tùm lum tại la hết nhưng mà không có dậu học hoài học bao nhiêu năm tháng nó không dậu được các anh chị bao nhiêu chị ở đây mình học quá trời học không dậu được các anh chị anh chị dễ ra cho anh chị một cái con đường nó rất khó nó không có dễ đi các anh chị ơi anh chị công nhận không ạ à? tại vì sao ạ à? tại vì nếu như mà mình đã biết mình đã biết cái con đường rồi thì mình đã đạt được rồi anh chị công nhận không anh chị công nhận không nếu như mà mình biết cái con đường rồi thì mình đã đạt được lâu rồi chứ đâu phải là gọt vờ như vậy đâu đó nên là nếu như anh chị nào đây mà mình nghĩ là mình dễ đường đó là đi được đó, thì bớt cái bớt bớt dễ lại các anh chị hãy tập trung vào kết quả cuối cùng mình mong muốn vì của các anh chị là tập trung vào những điều mình mong muốn nếu như mà nó chưa có được sự mách bảo thì hãy phát triển bản thân tại vì vũ trụ sẽ biết được anh chị cần cái gì vũ trụ biết anh chị cần hoàn thiện cái gì không cần thiết phải đi học tiếng anh thì mới giàu có được <laughs> anh chị vô mà vũ trụ sẽ biết là bạn cần hoàn thiện cái gì thì khi mà theo vào câu lạc bộ đó là theo biết theo cần hoàn thiện cái gì là theo hoàn thiện đúng cái đó là theo theo đạt được cái quả luôn nghe chị không có cần phải không có cần phải đi lòng vòng giống như bốn năm về trước đi lòng vòng chi bằng là hai tháng vào học với câu lạc bộ vũ trụ mắt bảo cho mình là à hoàn thiện cái đó đi hoàn thiện cái đó đi ok mình rèn trong vòng một tháng đó một tháng là mình học mình biết một tháng thứ hai là mình rèn cái tháng thứ ba là mình đạt kết quả luôn đó, anh chị nên chị nhớ là vũ trụ sẽ biết được anh chị cần cần hoàn thiện cái gì anh Ninh là lúc đó anh thư mới ra một bức tranh 100 triệu lợi nhuận là mới cách nó em thư gặp với môi trường câu lạc bộ chỉ cho anh thư ở đây có những con người họ thành công họ chỉ thư à nếu như bạn muốn gia tăng tài chính gia tăng lợi nhuận là bạn cần hoàn thiện cái này hoàn thiện cái này à vậy xong Khổ phải đi học bốn năm em thấy bốn năm đi học nó lãng xẹt các anh chị đi, đi từ hai 18 tuổi nhỏ nhỏ 18 tuổi đi học tới 25 tuổi còn cái xương dưới da luôn các anh chị nhé vừa làm vừa học chứ vừa mình làm ra được bao nhiêu tiền mình góp góp mình đi học hết cái học còn cái xương dưới da không các anh chị đi về coi như mẹ thấy mình là mẹ xót xa luôn nghe gì? chị nhé. học quá học học mà không phải chi mà học ra tiền thì không nói gì nó học mà tò, học cái tàu lao đâu không <laughs> tại vì mình tự dễ các anh chị nhé tự dễ ra mà tự tự dễ là tự học luôn nên là nếu như mình chị tự dễ như vậy á, là anh chị sẽ học quanh năm suốt tháng mà không có cái ngày anh chị giàu lên chi bằng các anh chị hãy tập trung vào kết quả mình mong muốn anh chị đó, tập trung vào kết quả mình mong muốn và à, và gì các anh chị ơi đó và luôn tin là vũ trụ luôn có con đường ngắn nhất nhanh nhất và dễ dàng nhất để giúp các anh chị nhanh nó, nó nhanh hơn nhiều lắm các anh chị ơi nó nhanh hơn nó ngắn hơn nó dễ hơn nhiều lắm các anh chị đó đó là lý do mà tại sao anh chị thấy những anh chị ở trong câu lạc bộ anh nhớ anh chị thành viên trong câu lạc bộ anh chị thấy họ thành công nhân không ạ trước đó hai tháng có thể là một công nhân mà sau hai tháng là có thể tạo ra thu nhập thụ động tạo ra thu nhập cho mình rồi trước đó cũng có thể là gì ạ dạ, có những cái câu chuyện có những cái à, có những cái câu chuyện như này cái nha có một cái anh là anh tập trung anh có cái ngôi nhà ngôi nhà như mơ ước anh đang có cái muốn có cái ngôi nhà cho gia đình hả thế là không biết không hiểu lý do là sao mà cái con đường nếu như mà anh tự vẽ ra đó thì để mà mua được cái ngôi nhà đó chắc cũng phải 3 năm mới mua được cái ngôi nhà đó theo cái chiến lược mà anh vẽ ra anh chị nhớ không nhưng mà với một cái điều rất là tuyệt vời khi mà vào môi trường câu lạc bộ anh học anh rèn luyện ôi anh chị biết không ạ chỉ có là 3 tháng sau đó thôi là anh đã có được cái ngôi nhà bằng cách gì anh chị biết không ạ anh không biết cách nấu được cái vật chủ nào đó cho mua cái ngôi nhà đó trả góp dặn các anh chị nhé. chỉ cần trả một phần nhỏ thôi rồi góp trả dần cái nhà đó chị <laughs> vì diệu không mọi người sẽ thấy vì diệu comment em nên tên vì diệu nè nó nó có nhiều cái thứ vì diệu mà, kể ra là mình thấy chót ngợp kể ra là mình mới thấy Ồ sao cái gì hay dữ ta nó vì diệu hết sức vì diệu các anh chị nhé nó còn mấy cái vụ mà uh, điện hút điện thoại hay là mấy cái gì đó là nó rất là dễ dàng anh chị nó dễ dàng lắm Nó còn có những cái câu chuyện như là về bất động sản bán bất động sản hay là rất là nhiều câu chuyện rất là vi diệu nên là quan trọng là em muốn nói cái gì là đừng có dễ được hãy tập trung vào kết của mình muốn và luôn tin rằng có một con đường ngắn nhất nhanh nhất và dễ dàng nhất và bản thân của các anh chị phải chịu lắng nghe theo cái sự mắc bảo của vũ trụ anh chị ha lưu ý này các anh chị đó chính là vũ trụ sẽ biết được anh chị cần hoàn thiện cái gì và những cái tình huống nó xảy ra trong cuộc sống của các anh chị là một lời mách bảo anh chị ha những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống của các anh chị là một lời mách bảo của vũ trụ mách bảo rằng là anh chị cần và thay đổi cái gì cần và thay đổi cái gì được không các anh chị nên là đâu lúc trong cuộc sống các anh chị nó sẽ có những chuyện không thuận lợi xảy ra. Và những cái chuyện không thuận lợi này xảy ra không phải là để cho anh chị đổ lỗi, không phải là để cho anh chị than phiền, không phải là để cho anh chị oán trách. Mà những cái chuyện không thuận lợi này xảy ra là để mắc bảo cho bạn biết rằng là bạn cần phải thay đổi cái gì đó đúng không các anh chị anh chị công nhận là mình muốn tiến lên phía trước đúng không ạ mình muốn tiến lên phía trước thì đó nên là các anh chị phải luôn luôn tập trung quan sát chính mình để mà anh chị mới nhận diện được đâu là lời mách bảo của vũ trụ và mình cần phải thay đổi gì ở đây mọi chuyện xảy ra nó chỉ là trò chơi giữa anh chị với vũ trụ thôi trong cuộc sống của các anh chị đó là trò chơi giữa bạn với vũ trụ ngoài kia. Mở mắt ra là bạn sẽ có rất nhiều cái tình huống xảy ra. Và để anh chị chỉ cần là gì đặt câu hỏi là chuyện này xảy ra là để cho mình hoàn thiện cái gì? Đang mách bảo cho mình cần phải hoàn thiện cái gì đây? Chỉ cần anh chị hoàn thiện được, tốt nghiệp được cái bài học đó là anh chị tiến thêm một cái bước tới cái mục tiêu của mình. Ha là anh chị sẽ tiến được một bước tới mục tiêu của mình. Nên là có một số anh chị ở đây, đôi lúc anh chị chỉ cần tốt nghiệp một cái bài học nào đó, tiền của các anh chị có khi nó là nó sẽ tràn về. Tiền các anh chị nó sẽ tràn về. Tại vì khi anh chị tốt nghiệp được một cái bài học nào đó, anh chị sẽ được phần thưởng. Có phần thưởng luôn, có phần thưởng cho các anh chị nhé. Nên là các anh chị hãy lưu ý là hãy luôn quan sát bản thân của mình. Luôn quan sát những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình và phải nhớ là hãy loại bỏ cái ba không như sau phải là hãy có cái ba không như sau không đổ lỗi không oán trách không than vãi các anh chị nhé không đổ lỗi không chê không phàn nàn hay là không chê bai á và cái thứ ba là gì không có đổ lỗi không oán trách không chê bai phàn nàn không đổ lỗi là che các anh chị khi mà anh chị che một cái gì đó nó đang thể hiện là bạn uh, không biết ơn bạn là một người không biết ơn và bạn là một người uh, không có biết trân trọng những gì mà đang có thì khi mà anh chị đang không anh chị đang ở trong cái tầng số của một cái người không biết trân trọng thì vũ trụ sẽ không có hậu thuẫn bạn đâu anh chị công nhận mà giữa hai người một người là rất là rất là thái độ tốt một người rất là tuyệt vời họ luôn biết ơn những gì họ đang có họ luôn trân trọng dù nó tốt hay nó chưa tốt gì họ cũng sẽ trân trọng hết còn một người là cứ hỏi tí là chê hỏi tí là trách tí là chê rồi trách chê trách có nghĩa là thể hiện bạn là một người không biết ơn không biết trân trọng đúng không ạ không biết ơn và không biết trân trọng đó là cái tầng số không hút thêm được cái gì tốt hơn ngay chị nhé, đó là cái tầng số uh, đẩy tất cả những điều tuyệt vời ra khỏi cuộc sống ngay chị, đó là một cái tầng số nó không hút được những cái điều tuyệt vời, anh chị đồng ý không ạ? Yes và không đổ lỗi lưu ý nữa, chị, không đổ lỗi ở đây là cái cái gì ạ? là anh chị phải nhớ là không được tìm kiếm lỗi, không cần phải tìm kiếm cái lỗi là cái gì, mà hãy gì không có cần phải tìm kiếm cái lỗi là từ ai do ai do cái gì do nguyên nhân là từ cái gì hả cũng không cần phải đổ lỗi cho chính mình mà hãy tập trung đặt cái câu hỏi là bài học mà tôi cần phải tốt nghiệp ở đây là gì được không anh chị đó là theo tin rằng anh chị sẽ tiến lên phía trước nha nhưng mà cái bài học đó anh chị không tốt nghiệp được thì anh chị sẽ không bao giờ tiến lên được anh chị công nhận không? Thì ví dụ đơn giản cho anh chị nè, ví dụ cho anh chị nhé, có một cái ví dụ như thế này các anh chị. Ví dụ của anh chị đó chính là ví dụ như là anh chị đang có một cái khoản chưa dương, đó. Cái mỗi lần mà tiền về á, các anh chị đã biết cái bài học, anh chị đã biết được là tiền về là mình cần phải trả tiền cho mình trước, đúng không? Đó nhưng mà cứ mỗi lần tiền về á là anh chị trả cho mình trước rồi. Nhưng mà đến một cái lúc có là khoảng chừng được 5 10 ngày á là anh chị cảm thấy thiếu tiền và anh chị lấy cái tiền ra. Anh chị cứ cứ thấy thiếu tiền là anh chị lại lấy cái tiền ra và anh chị trả cho cái quán nợ kia. Anh chị vô mà bao nhiêu sao chị hiểu cái tình huống này ạ. À? Cái tình huống là tiền á của mình nó là luôn trả cho mình trước và cái quỹ đó, cái quỹ đó của mình là đã nhắc quán là phải để giúp cho mình giàu lên nhưng đâu lúc anh chị không có nhắc quán, anh chị bị uh, lâm le, anh chị lấy cái tiền ở trong đó và anh chị đem đi trả cho những cái khoản nợ. Những cái chuyện, những cái chuyện ví dụ như là bánh xe hư à kiểu vậy đó, kiểu như là những cái chuyện nó rất là bất ngờ trong cuộc đời các anh chị, ví dụ như là cái tình huống gì đó nó xảy ra nó gấp gáp anh chị cần phải cần tiền ngay. Và anh chị không có biết nghĩ ở đâu hết và anh chị lấy đại cái quỹ đó anh chị đi xử lý. Anh chịu kêu okay không ạ? Đó, cái xong anh chị nghĩ rằng là ơ cái chuyện này là là cái chuyện mà bình thường mà cần tiền thì phải lấy ra thôi thì hôm sau đó, có gì mình bù bù vô thế là hôm sau là coi như là hôm đó anh chị đã bị vậy? anh chị đã không thắng được cái cái trò chơi của vũ trụ rồi đúng không ạ chị công nhận không thì qua ngày hôm sau anh chị sẽ đợt sau anh chị sẽ bị tiếp <laughs> đợt sau anh chị vẫn tiết kiệm được khoảng chừng năm 10 triệu đi thì nó cũng sẽ có chuyện tiếp với các anh chị nó lại có một cái chuyện gì đó xảy ra và bạn cũng phải rơi vô cái thế là phải đứng giữa cái sự lựa chọn là lấy tiền ra hay là không lấy ra lấy tiền ra để xử lý hay là không lấy ra bạn cũng sẽ rơi vào cái tình thôi thế đó anh chị okay không ạ? và nếu như mà lúc đó anh chị vẫn cứ hút tiền ra chị xử lý là coi như bài bài tập đó chưa tốt nghiệp được <laughs> lại tiếp tục đợt ba vũ trụ lại thử thách các anh chị tiếp anh chị cũng mở quỹ tự do tài chính được tới 10 triệu cái xong nó thử thanh chị tiếp cho câu chuyện nó cho vấn đề tới nó lại đẻ, nó lại đẻ một cái vấn đề nặng hơn anh chị nha cái vấn đề đợt này nó nặng hơn cái vấn đề hai cái đợt trước anh chị nhớ nè bài học của vũ trụ là bài càng có nghĩa là anh chị ở lại lớp càng lâu thì bài học càng đắt giá ừ, ở lại lớp lâu á là anh chị càng bị đắt giá nha đó, có thể rằng là cái cái đợt trước đó, thì nó có thể là 5 triệu. Cái đợt số 2 đó, nó có thể là 10 triệu, nhưng mà cái đợt số 3 đó khi anh chị mới tiết tiết kiệm tới 10 triệu thôi, nhưng mà cái cục cái vấn đề đó nó có thể xảy ra là nó gây ra có thể là 30 triệu. Anh chị vấn đề đó không ạ? Cái vấn đề mà anh chị cần xử lý ở đây nó có thể là 30 triệu lận đó các anh chị. Và lúc đó thì sao? Nếu như bạn vẫn lôi tiền trong cái quỹ đó ra thì coi như là cái dòng cái dòng đó bạn không bao giờ thoát ra được và anh chị có biết rằng người ta hay gọi là dòng chuột chạy không ạ à? anh chị có biết cái câu rằng là cái dòng chuột chạy anh chị có biết cái dòng chuột chạy không à nghe chị ơi Nghĩa là con chuột nó cứ chạy mãi ở trong cái dòng á cái không có thoát ra được anh chị và em nói các anh chị là anh chị không bao giờ thoát ra khỏi được cái 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 vấn đề về tài chính tài chính của anh chị nó không bao giờ dư và nó không bao giờ tăng được lợi nhuận các anh chị cũng không bao giờ tăng được nếu như anh chị vẫn xử lý tiền bạc theo cái cách đó anh chị à. đồng ý không và nhiều anh chị hiểu được điều gì đó à đây cái dòng chuột chạy anh chị có con chuột đang chạy nè anh chị nhau mà đó nó chạy hoài vậy đó anh chị nhé chạy không có lối ra nha bây giờ sao chị hiểu này à? chạy hoài không có lâu ra luôn trong cái vấn đề đó các anh chị đó anh chị sẽ bị vướng vô cái vấn đề đó giống như con chuột nó chạy vậy đó và anh chị không có lối thoát luôn anh chị không có cái lối để mà có như mình không biết đường nào để mình mình thoát ra khỏi cái cái mớ bụng bông đó luôn á các anh chị vậy thì để thoát ra là gì ạ à? thì cái lần cuối cùng đó anh chị đừng bao giờ lấy cái tiền đó này. Chỉ cần như vậy thôi Chỉ cần bạn đừng có lấy nó ra thôi Vũ trụ đang muốn cho bạn cái bài học chỗ đó thôi đó Mà mãi ba lần không có tốt nghiệp được Nhỏ này thiệt chứ Mãi bao nhiêu mà không tốt nghiệp được Vũ trụ không biết làm sao Vũ trụ cay đắng với các anh chị luôn Bây giờ không biết xử lý nhỏ này sao hết Bằng cách là gì Cho cái vô 30 triệu luôn Để tóa quả lên tinh lên là để cho tử <laughs> Anh chị vô mà Đó anh em là có nhiều anh chị ở đây á, Là như có một số anh chị ở đây hút cả trăm triệu nhưng mà đâu có giữ được các anh chị. Là bị vướng vô cái bài đó đó. Vướng hoài vô cái bài đó không bao giờ vô được. Không giữ được. Thậm chí là hai mươi mấy triệu thôi cũng không vô được. Không không dư nổi các anh chị. Nha, đây là tôi nói các anh chị rằng là có một số anh chị á mình phải lưu ý cái điều này các anh chị nha. Vậy thì để mà anh chị thoát ra khỏi cái cái dòng đó Vì của các anh chị là gì Tốt nghiệp bài học đó đi Vũ trụ chỉ muốn là bạn Trả tiền cho mình trước là luôn trả cho mình Tiền đó để đầu tư trí tuệ Tiền đó là để đầu tư Tài sản Không làm chuyện khác Khi nào mà anh chị mà Làm chuyện khác là có chuyện liền Có một số anh chị nói rằng là Lấy ra tạm 1-2 triệu Rồi trả vào ngay đó được không cái này anh chị họ vô trụ <laughs> tại vì cái lúc anh chị lấy ra nó là cái năng lượng lấy ra mà cái năng lượng nó nó phát ra ngoài rồi thì cái lúc anh chị gỡ vô lại nó đâu có biết <laughs> anh chị hình không anh chị nói anh chị mượn nhưng mà cái năng lượng lấy ra nó khác cái năng lượng bỏ vô anh chị nên là tốt nhất là thôi đừng có đừng có dính vô dùng cái <laughs> đừng có đừng có thủng lục luôn cho rồi các anh chị nhé đừng nên là anh chị hỏi vũ trụ anh chị thử anh chị lấy ra đi rồi anh chị mượn tạm ra đi rồi anh chị bỏ vô thử anh chị coi thế anh chị biết thì ờ à, đúng rồi đó là anh chị sẽ mượn hoài luôn anh chị, vô, anh chị mượn một lần là anh chị sẽ mượn lần hai mượn lần hai là mượn lần số 10 và lần mẫu có là mượn một triệu nhưng lần hai sẽ là mượn 5 triệu và lần ba là sẽ mượn 15 triệu Đó nên tốt nhất thôi cái gì ra cái đó thì chị rõ ràng tiền nào đó tiền đó tiền đã dự định gia tăng tài sản là để gia tăng tài sản còn tiền nào đã dự định là làm cái gì đó chi tiêu là để chi tiêu không có lộn xộn tiền để chi tiêu là chi tiêu không có lậu xộn tiền mà đã trích ra cái gì đó là để trích ra gì đó không có lộn xộn lấy cái tiền đó đem như... bỏ vô quỹ tiêu để chính anh chị vô mà cái gì nó rõ ràng cái đó các anh chị ha ok mọi người chị hiểu điều này ạ yes và em em nhớ các anh chị là vũ trụ luôn muốn bạn hoàn thiện bản thân nếu như anh chị muốn nâng cấp thu nhập thì anh chị phải nâng cấp bản thân và nếu như anh chị nói rằng là tôi muốn gia tăng gấp đôi lợi nhuận thì anh chị hãy xác định một điều rằng là vũ trụ sẽ đưa cho bạn những cái bài học để bạn nâng tầm bản thân lên gấp đôi anh chị ha à? yes Và anh chị muốn tháng này lợi nhuận gấp đôi tháng trước đúng không thì anh chị hãy chuẩn bị đi anh chị sẽ có một lượng bài học để anh chị nâng tầm bản thân của mình lên gấp đôi của tháng chứ. Nên là tập quan sát và nâng cấp bản thân của mình thì tiền anh chị nó sẽ lên gấp đôi. Nói về tiền bạc á thì anh chị phải hoàn thiện bản thân. Anh chị không nhớ không? Ạ? Đó, nên là có một có một cái câu chuyện vui thế này. Có một cái người chị chị ấy ra quyết định là giải hút được một cái người đàn ông body đẹp đúng không ạ? cô đi sáu muối là một doanh nhân thành đạt có thu nhập là 10 con số và rất là trung tình trung thủy và yêu thương chị ấy hết mực hết lòng đó chiều chuộng yêu thương à, tặng quà rồi nói chung là yêu thương đó thế là cái chị đó mới bắt đầu là 5 tháng trôi qua chị ấy cứ chờ chờ hoài không thấy cái người đó xuất hiện ra chị xong vậy mới hỏi là ủa sao chị cũng ra quyết định mà sao không thấy dấu hiệu gì hết các anh chị hình dung mà vậy thì vũ trụ có gửi cho một số cái bài học ví dụ như là gửi tới một cái bài học là hãy phát triển bản thân tại vì muốn muốn kết nối những cái người doanh nhân thì cũng phải đến cái môi trường của người doanh nhân chứ vậy thì thêm hỏi là ủa trong cái thời gian gần đây thì à, chị có kết nối với à, những những cái môi trường nào mà liên quan là liên quan tới cái việc là để mà phát triển bản thân không để mà nâng tầm cái bản thân của chị lên không? Tại vì chị ấy đang đi làm thuê mà mà bây giờ đang muốn là có một cái người chồng là doanh nhân thì em thiếu hỏi là chị có uh, kết nối với một cái môi trường nào để mà học nâng tầm bản thân của mình lên để mà có những anh chị doanh nhân ở trong đó không? Không. Nói chung là chị chưa. Chị chưa, chị chị vẫn vậy thôi, chị vẫn cứ đi làm công việc của chị và hàng ngày chị vẫn cứ sống và chị lên Facebook rồi chị tìm kiếm rồi chị chờ đợi vậy thôi theo các anh chị có không ạ? các anh chị là hấp dẫn được không các anh chị? gì vô mà? đó nên là chờ chờ đợi như thế là nó 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 vô vọng lắm các anh chị nhé. chờ như thế là nó vô vọng lắm. mà mà ra quyết định thì mình phải có một hành động mới. hành động mới ở đây là à, mình biết rằng đó là một người thành đạt. thì bản thân của mình cũng phải nâng cấp bản thân để cho mình có thể trở thành một người trung thủy, trở thành một người biết yêu thương, trở thành một người có một cái biết làm ra tiền cũng là một người thành đạt cũng là một doanh nhân thì tần số cùng tần số thì hấp dẫn rất nhanh các anh chị nhé không ạ ok thì đó là cái ví dụ cho các anh chị hiểu rằng là khi các anh chị ra một quyết định mới thì anh chị hãy chuẩn bị à, vũ trụ sẽ tự mách bảo cho mình biết là bạn cần phải hoàn thiện cái gì và anh chị chỉ cần là gì lắng nghe tập trung vào kết quả cuối cùng và luôn luôn lắm nghe và luôn luôn tin rằng có một con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất cho các anh chị đi. Rồi vì của các anh chị là hãy mọi tình huống tới hãy hỏi nè. Tôi cần phải tốt nghiệp bài học gì ở đây? Ai tốt nghiệp nhanh hơn thì người đó tiến tới mục tiêu lẹ hơn. Còn nếu như ngầu đó đổ lỗi, than phiền, oán trách thì không bao giờ tiến lên phía trước được các anh chị nên nên là bên cạnh đó phải chịu trách nhiệm và bỏ loại bỏ ba không không đổ lỗi không oán trách không tham phiền là tuyệt vời Chịu chị okay không ạ yes và cái yếu tố số 2 em thêm muốn lưu ý các anh chị ngày hôm nay đó chính là những người giàu khác những người chưa giàu ở chỗ là gì các anh chị là những người giàu của họ rất là yêu quý tiền bạc của họ Các anh chị, các anh chị? À, người giàu họ rất là yêu quý tiền bạc của họ và anh chị có biết không ạ người mỹ á, là một trong những cái người giàu có những người ta đầu là người mỹ là một trong những người giàu có nhất đúng không ạ à, nhưng mà tiền của người mỹ á, thì sao ạ nó lại nằm trong túi của người là do thái anh chị nhé tiền của trên thế giới nằm trong tay của người mỹ nhưng mà tiền của người mỹ nằm trong túi của người do thái vậy thì người do thái đang là cái người nắm giữ nhiều tiền nhất vậy thì anh chị có đặt câu hỏi là người do thái họ có cái suy nghĩ gì mà họ lại nắm giữ nhiều tiền nhất như thế thì có một cái đặc cứ là đặc biệt luôn anh chị nhé là người do thái họ cực kỳ yêu quý tiền bạc của họ các anh chị và họ xem tiền như giống như thần linh như các anh chị ơi tiền bạc cái giống như thần linh gì đó họ tôn trọng thần linh họ yêu họ tôn trọng thần linh như thế nào họ tin tưởng họ có những cái niềm tin về thần linh như thế nào thì họ tôn trọng tiền bạc như thế các anh chị và anh chị có đang yêu quý tiền bạc đến cái mức như thế không ạ? bao nhiêu số anh chị đây mình nhìn những cái người mà họ thấy tiền họ vui họ mừng á cái anh chị nói là làm gì mà làm quá vậy trời là có không <laughs> Làm làm gì mà làm quá vậy? trời đến mấy triệu là đi ghê vậy có <laughs> không các anh chị có không có là có chuyện nha <laughs> có là có thiệt tại vì sao ạ tại vì hồi xưa giờ mình kiểu như là mình đang sống kiểu như bình thường nó quen rồi đúng không tự nhiên cái thấy ta ủa ta thấy tiền mà ta nhảy ta ăn mừng cái là người ta nó làm gì thấy ghê vậy? Đấy, các anh chị. Vậy thì một trong những cái bí kíp của Thư chia sẻ các anh chị nghe đây chính là anh chị hãy có thái độ tốt với tiền anh chị nhé thái độ đúng đắn với tiền anh chị phải có cái thái độ đúng đắn với tiền anh chị hãy học cái cách là gì vậy? yêu thương quý mến trân trọng tiền bạc đi các anh chị càng nhiều càng tốt không có cái chuyện gì đâu các anh chị ạ. không sao hết đó. bao nhiêu số anh chị đây anh chị thấy anh chị yêu tiền cái anh chị thấy những cái người xung quanh họ nhìn các anh chị bằng con mắt bằng nửa con mắt người ta nhìn các anh chị bằng một con mắt kỳ lạ các anh chị có không ạ bao nhiêu chị đây mình thấy mình cái thái độ của mình với tiền rồi rất là hào hứng cái tự nhiên những người xung quanh họ nhìn mình bằng con mắt kỳ lạ đó anh chị đã hiểu lý do tại sao họ không có nhiều tiền chưa đó đó cái lý do nó nằm chỗ đó đó và và một đây là những cái điều mà theo đã luyện khi mà theo mới vào câu lạc bộ đó các anh chị Bởi vì trước đó em theo thấy tiền á mình cũng sợ lắm mình thấy tiền rơi ở ngoài đường á mẹ mình dặn anh ông bà dặn là ra đường mà thấy tiền á là tiền đó là tiền của bà đẻ <laughs> rồi tiền của bù à. thả ra đó đừng có lụm lụm là không có hay đâu lụm là mang xui mang rủi mang, mang đủ thứ không hay về trong trong nhà đó đây là có lụm rồi cũng kiếm người cho rồi cũng lụm rồi cũng đi vứt cho khác anh chị có có như vậy không ạ bao nhiêu số anh chị đây có vậy ạ à? anh chị nào có thì chị comment số 10 cho em coi thế nào có không ạ à? sao mình giống nhau vậy <laughs> ủa mà sao mình 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 giống nhau vậy mà đâu có sinh cùng gia đình đâu mà sao mình giống nhau vậy mình đâu có cùng người cha người mẹ đâu mà đâu có cùng dòng tộc đâu mà nó cùng có có dòng họ đâu mà sao mình giống nhau quá các anh chị <laughs> Giống nhau không các anh chị Đúng Và không phải là ở mình đâu nha Mà những người khác trên thế giới Nó cũng vậy đó các anh chị <laughs> Thông báo cho anh chị biết là Trên thế giới nó cũng vậy Không phải là ở đây đâu Không phải là chỉ đâm trong cái dung này đâu Đa số mọi người là như vậy các anh chị Đó là lý do khiến cho hầu hết tất cả mọi người Họ không có nhiều tiền hơn Tại vì sao ạ Tại vì người ta bị một cái Đó chính là người ta không có Họ không có thái độ tốt về tiền Người ta nghĩ tiền bạc là một cái gì đó Nó ghê gớm nha chị Tiền bạc là cái nguyên nhân gì đó Gây ra đổ vỡ gia đình Làm cho họ không hạnh phúc Làm cho họ thế này cái kia Thì, thì ngày hôm nay anh chị phải nghĩ đúng về tiền Anh chị phải có cái góc nhìn đúng về tiền các anh chị Bởi vì tiền đó, nó chỉ là một cái phương tiện Nó là một cái công cụ Nó chỉ là một cái vật trao đổi ngang giá thôi các anh chị bởi vì có tiền á anh chị mới để anh chị trao đổi thôi tiền nó cũng chỉ là nếu như mà anh chị đang sử dụng tiền giấy thì nó chỉ là tờ giấy thôi mà nó đâu có làm gì các anh chị đâu nó đâu có đánh đập gì các anh chị đâu anh chị công nhận không ạ nó đâu có làm gì các anh chị đâu và nếu mà có làm gì á Là do cái người cầm cái đồng tiền đó Họ đã hành xử như thế nào các anh chị Đây là tiền tốt hay tiền xấu Nó không có liên quan Tiền nó không tốt nó cũng không xấu Mà tốt hay xấu là do cái người xài tiền đó. Cái người mà cầm cái đồng tiền đó Và làm cái gì đó đó Nên nếu như anh chị muốn trở thành một thỏi năm bao nhiêu sơ chị muốn mình trở thành thỏi năm trăm hút tiền rồi anh chỉ muốn là tôi là một thỏa trăm hút tiền hút tiền hút tiền nhưng mà bây giờ anh chỉ có một cái góc nhìn không đúng về tiền nên anh chỉ hút tiền được không à, anh chỉ có một cái thái độ không có tốt về tiền anh chỉ hút tiền được không ạ chắc chắn không đây là cái điều đầu tiên đó chính là bạn phải luyện cho mình rèn luyện cho mình một cái thái độ đúng đắn về tiền bạc đầu tiên là nó phải đi từ cái suy nghĩ anh chị anh chị phải biết rằng một cái góc nhìn rằng là tiền nó chỉ là vật trao đổi ngang giá nó chỉ là một cái phương tiện để giúp cho cuộc sống của các anh chị nó thoải mái hơn nó sung túc hơn nó ấm no hơn và nó chỉ là cái vật để trao đổi khi anh chị đi mua một cái gì đó thôi chứ nó không có năng lực để gây ảnh hưởng hay gây hại gì cho các anh chị cả. Gây ảnh hưởng hay gây hại cái gì đó là do cái người điều khiển đồng tiền. Các anh chị ha. Vậy thì anh chị là người tốt hay anh chị là người xấu? À, anh chị là người tốt hay người xấu hả? À? Anh chị là người hạnh phúc hay là anh chị là người buồn bã? Anh chị là người hạnh phúc. Anh chị có nhiều tiền hơn. Anh chị sẽ hạnh phúc hơn. Anh chị là người buồn bã. Anh chị có nhiều tiền hơn. Anh chị sẽ buồn bã hơn. Anh chị là người tức giận hay là anh chị người một cái người à, uh, tràn đầy yêu thương nếu như anh chị là một người tràn ngập tình yêu thương anh chị có nhiều tiền hơn anh chị sẽ tràn ngập tình yêu thương hơn còn anh chị là một người tức giận thì khi mà anh chị có nhiều tiền hơn thì anh chị sẽ có thêm cục tức to hơn vậy thì nếu như mà anh chị muốn trở thành giàu có mà hạnh phúc ở okay, các anh chị thì ngay bây giờ anh chị phải hạnh phúc rồi anh chị hãy giàu thì anh chị mới là trở thành người giàu có hạnh phúc chứ không phải là anh chị đợi anh chị giàu có anh chị mới hạnh phúc anh chị không nhận không tại vì khi anh chị có nhiều tiền hơn thì nếu như anh chị là người hạnh phúc anh chị có nhiều tiền hơn anh chị sẽ hạnh phúc hơn mà còn nếu như anh chị là người buồn bã anh chị có nhiều tiền hơn thì sẽ có nhiều đau buồn hơn nếu như anh chị là người lo lắng nha cái này mới ghê nè nếu như anh chị là một người lo lắng có nghĩa là đúng cái chị cũng lo lắng đó thì khi anh chị có nhiều tiền hơn Anh chị sẽ có nhiều nỗi lo hơn Bao nhiêu anh chị ở đây Có tiền nhiều hơn Cái mình sợ mất tiền Sợ đi ra đường cái Mấy cái bạn mắt đen mắt đỏ gì đó Lục 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 Có không anh chị Thì đó là do là gì ạ Do anh chị anh chị có thói quen lo sợ là do anh chị có thói quen lo sợ nên khi anh chị có nhiều tiền hơn anh chị sẽ lo sợ hơn nên là ngay bây giờ nè anh chị muốn giàu có hạnh phúc không ạ thì ngay bây giờ anh chị phải là một người tự do anh chị phải là một người hạnh phúc anh chị phải là một người trang đầy tình yêu thương trang đầy sự hạnh phúc trang đầy lòng biết ơn anh chị là một người nhiệt huyết anh chị là một người đam mê anh chị là một người Tỏa sáng Thì khi anh chị có nhiều tiền hơn Mọi thứ nó nâng lên Chị thích không ạ? Vậy thì anh chị sẽ rèn ngay bây giờ Hay là đợi khi mình có nhiều tiền hơn mình mới rèn Bây giờ rèn nó dễ hơn Hay là khi có nhiều tiền hơn rèn nó dễ hơn <laughs> Anh chị hiểu mất điểm đó không ạ? Rèn ngay bây giờ để, để mình hấp dẫn nhiều tiền hơn Mà hấp dẫn nhiều tiền hơn Trong hạnh phúc Các anh chị ạ Trời ơi, khi mà theo biết cái điều này các anh chị nhé, hồi xưa đó theo nghĩ rằng là bây giờ theo phải có một triệu đô thì mới hạnh phúc. Rồi theo nghĩ rằng là bây giờ theo phải có thu nhập 100 triệu thì mới hạnh phúc. Thiệt. Sao em vậy đó các anh chị? Cái là khi mà vô câu lạc bộ cái mình mới nghe câu là tiền bạc nó chỉ khoét đại cái con người của bạn lên thôi. Nếu như bây giờ mà bạn không vui, bạn bực bội, bạn khó chịu, bạn uh, khó ưa thì khi bạn có nhiều tiền hơn mấy cái đó nó to lên nếu như bây giờ bạn là một người hay tức giận khi bạn có nhiều tiền hơn bạn tức giận nhiều hơn tức giận nhiều là người mình có khỏe không các anh chị nó ừ. luôn các anh chị nhé đó anh đi là ngay bây giờ ngay lúc này á anh chị chưa có giàu có về tiền bạc thì tôi vẫn khuyên các anh chị hãy giàu có về thái độ hãy giàu có về tình yêu thương hãy giàu có về lòng biết ơn hãy giàu có về cái sự hạnh phúc cái thói quen hạnh phúc á cái thói quen mà vui hạnh phúc á là mình phải rèn các okay, anh chị nhé và rèn đi để khi mà mình có nhiều tiền hơn thì cái đó nó to lên các okay, anh chị cái cục đó nó to ra cái cục hạnh phúc của mình nó nó to ra rồi cái cục biết ơn của mình nó to ra cái tình yêu thương bên trong mình tự nhiên nó lớn bây giờ nha cái tình yêu thương các anh chị có thể là nó nhỏ xíu thôi có thể là mình yêu thương gia đình rồi mình yêu thương gia đình ví dụ như mười cái bây giờ nó yêu thương có có hai thôi đó nhưng mà nếu như anh chị có tình yêu thương khi anh chị giàu lên cái tình yêu thương đó nó nâng lên 10 lần đó hoặc là cái tình yêu thương của anh chị với nhân loại với cộng đồng với xã hội bây giờ nó chỉ 10 nhưng mà đi chỉ có ba thôi thì khi anh chị giàu có hơn nó tăng lên lớp 9 lần mà anh chị biết rồi uh, con người mà có tình yêu thương mà con người mà có lòng biết ơn lại nói với chị là người anh chị nó khỏe lắm người anh chị là nó nó mừng mở mừng mởn vậy các anh chị bên trong sao ra bên ngoài vậy mà anh chị có nhận không ạ nhìn nhìn cái mặt các anh chị là nhìn cái đáng yêu liền à tại vì bên trong cái tình yêu thương nó, 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 nhiều quá nó nhiều tới mức mà nó, bủng bỉnh ra bên ngoài luôn <laughs> anh chị nhớ không nó bủng bỉnh ra bên ngoài luôn có nghĩa là người đời họ nhìn vô là họ, họ, thấy được cái tình yêu thương nó luôn tại vì nó nhiều quá nó tràn ra ngoài luôn nó bủng ra da luôn bủng ra da thịt các anh chị luôn nhìn cái biết liền anh chị ạ nhìn cái người có tình yêu thương nhìn biết liền anh chị ạ à, đó vậy thì khi mà cái lúc mà anh chị chưa có giàu có đó mấy cái thứ đó nó không có vậy ờ, anh, anh chị bắt đầu rèn rèn cái khi anh chị nhiều tiền lên cái mới nó to ra anh chị nhé tiền nó khuếch đại nhanh lắm tiền nó có khả năng khuếch đại những cái tính cách những cái gì có bên trong của các anh chị đó đó anh này là ngay bây giờ anh chị hãy rèn cho mình cái thái độ đúng đắn về tiền mặc dù anh chị có nhiều tiền hay chưa có nhiều tiền gì mặc kệ dù anh chị có đang dư tiền hay đang âm tiền gì mặc kệ tại vì tiền nó không có tội tình gì đâu các anh chị Được không ạ anh chị ví dụ như là tiền nó là một người bạn đời một người bạn yêu dấu của anh chị ví dụ tiền nó là một người bạn yêu dấu của các anh chị nhưng mà bây giờ anh chị đang thiếu nợ anh chị đang chưa có dương anh chị đang chưa dương tiền đúng không anh chị đang chưa dương tiền có phải anh chị thấy tiền anh chị lo lắng không cứ mỗi lần mà nghĩ tới tiền là anh chị cảm thấy bị áp bị áp cái lực bị áp cái lực bị có một cái gì đó đè nén cái tiền nó mới nói vậy là ủa sao mà bạn như vậy bà kỳ vậy bà mỗi lần nghĩ tới tôi rồi sao toàn là áp lực chứ là, là bị đè nén không vậy rồi tôi không biết là tôi có nên ở bên cạnh bạn không nữa thì vì mỗi lần bạn nhìn thấy tôi sao mà bạn cứ bạn tôi thấy bạn không vui bạn nhìn thấy tôi mà bạn cứ lo lắng không à bạn sợ rồi bị mất rồi bạn sợ có người nó này nó kia rồi sao bạn nhìn tới tôi mà bạn thấy vậy tôi thấy bạn đủ cái thứ lo toan hết vì quá thương bạn nên là bây giờ tôi xin phép tạm biệt bạn đây thôi tôi đi <laughs> cái tôi đi hết luôn các anh chị nhé nguyên cái đàn tiền kéo đi hết tiền về tới nhà đi hết tại vì sao ạ à? tại vì anh chị thấy tiền là hơ bây giờ phải trả tiền điện tiền nước có nhiêu đây à phải trả tiền điện tiền nước cái tiền nó nói sao vậy ủa là không vui tôi chứ sao ủa cứ thấy tôi là không vui sao ủa sao kỳ vậy vậy là bạn thấy tôi mà không vui sao Tôi thấy mỗi lần bạn thấy tôi là bạn lo lắng, mỗi lần bạn thấy tôi tôi thấy bạn bạn thấy tôi là là bạn thấy thiếu thốn vậy. Cái là nó yêu là ủa với là không vui thì nó không vui thì nó tách thôi các anh chị ạ. À. Anh chị hiểu không? Cái gì mà nó không có ưa nhau đó, là nó sẽ tách nhau. Nên là anh chị đừng có để cho tiền nó hiểu lầm như thế các anh chị nhé. Tại vì sao ạ? À? Tại vì tiền nó là năng lượng các anh chị nó không có mắt nó không có mũi nó không có chân nhưng mà nó là một cái dạng tần số năng lượng con người của mình nó cũng là một cái tần số năng lượng chẳng là cái năng lượng của mình ở đây đó, nó nó nhỏ nhỏ bên trong mình không có thấy được thôi nhưng nếu như anh chị nhìn xuyên thấu bên trong anh chị sẽ thấy nó là một cái dạng tần số và tiền nó cũng là một cái dạng vật chất và năng lượng vậy đó các anh chị thì hai cái năng lượng nó cùng với nhau nó thúc nhau mà hai cái năng lượng nó chỗ nhau nó sẽ rời ra đó Vậy thì nếu như anh chị muốn giới hình thỏa 500 hút tiền đó, Thì anh chị phải có thái độ đúng về tiền Và anh chị phải có cái tầng số với tiền đó anh chị. Cái tầng số với tiền Có nghĩa là anh chị phải Chỉ nhắc tới tiền là anh chị chỉ có cảm xúc đam mê và hạnh phúc thôi Còn nhắc tới tiền mà anh chị cảm thấy áp lực cảm thấy bị đè nén cảm thấy bị thiếu thốn kiểu như là chuẩn bị trả nợ cho bà kia hoặc là chuẩn bị uh, trả tiền điện tiền nước tiền đồ rồi mới nhận lương có xíu 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 à nhận lương gì lương á thì 12 triệu mà ông chủ ông trả lương ông cắt hết trơn còn tám uh, rưỡi ông trừ hết cái bắt đầu về cái bắt đầu than này kia đổ lỗi này kia đúng không ông vui nói chung là ông vui Có chung lại là ông vui các anh chị nhé nên là bây giờ chúng ta phải làm gì làm không biết bây giờ anh chị có mua cái gì không biết tiền anh chị có đang dư hay đang thiếu không biết miễn là anh chị thấy tiền là chị phải vui nghĩ tới tiền là anh hạnh phúc nghĩ tới tiền là chị tràn ngập sự biết ơn à, giờ có tiền mà, à, mà 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 tôi mới có điện tôi xài tôi mới có dung tôi học tôi mới có nước tôi uống tôi có đồ ăn tôi ăn tôi có quần áo tôi mặc đó thấy chưa không và anh chị hãy thái độ tốt với tiền đi các anh chị Hãy yêu tiền, hãy học cách yêu tiền, hãy học cách hưng phấn với tiền các anh chị. Hưng phấn với tiền luôn, yêu tiền, hưng phấn với tiền, đam mê với tiền. Được không, các anh chị ơi. Yêu tiền, hưng phấn với tiền, đam mê với tiền và phấn khích với tiền. Và đặc biệt là hãy cảm thấy mình dư giả đi các anh chị. Và thói quen tiếp theo các anh chị là chị hãy học cái cách là gì ạ? À, không có phân biệt tiền nhiều tiền ít các anh chị ý tiếp theo là đừng có phân biệt tiền nhiều hay tiền ít các anh chị nhé tại vì khi mà anh chị phân biệt tiền nhiều tiền ít á là chị biết chị sẽ ra không ạ tiền ít là anh chị không vui nha tiền nhiều cái anh chị vui nhưng mà vui cái chút xíu à nha các anh chị nhé nên là hãy rèn luyện cho mình cái thói quen là yêu tiền phấn thích với tiền mặc kệ tiền ít hay tiền nhiều gì mặc kệ cái gì giống giống tiền cũng được luôn nghe chị nhé được không ạ à? không cần biết hồi xưa đó các anh chị ở trong câu lạc bộ nó có một cái uh, có một cái cái um, một cái thói quen mà hay hướng dẫn cho anh chị đó chính là biến giấy thành tiền đó. có nghĩa là các anh chị mới bắt đầu cắt giấy khi mà anh chị không có tiền anh chị mới đầu cắt, cắt, giấy đó mà cắt giấy thành cái tờ giống cái tờ tiền 500 trăm đó hoặc là cái tờ tiền mệnh giá cao nhất thì tờ mệnh giá cao nhất bây giờ là năm trăm nghìn thôi đó cắt ra cắt nó giống giống luôn cái xong là ghi cho trên nó là 500 trăm nghìn đó cái xong anh là chị làm thành một sắp một sắp sắp vậy nè rồi chị cầm anh chị đếm đếm nhưng mà phải đếm với cái cảm xúc là như là tiền của mình thiệt ấy cảm xúc như là đang đếm tiền thiệt vậy đó đó Để làm sao mà cảm thấy nó, nó, khoái trong người thì vũ trụ giấy nhưng mà vũ trụ không biết đó là là giấy luôn mà anh chị. nhưng mà vũ trụ không có biết vũ trụ không có biết là anh chị đang đem giấy hay đem tiền đâu đó anh chị nó chỉ biết cái cảm xúc của các anh chị thôi ví dụ như cảm xúc của các anh chị là ừ, kiểu đang khoái đang đem tiền khoái đó là vũ trụ tưởng đó là đang đếm tiền chứ không biết anh chị đang đếm giấy anh chị hiểu vấn đề đâu và chính nhờ như thế mà chính vì như thế mà giúp cho rất là nhiều anh chị Có được cái cảm xúc dư giả cái cảm xúc mà dư giả cái cảm xúc sung sướng về tiền và vũ trụ hiểu nhầm hiểu nhầm thì sao ạ à? hút tiền tới cho anh chị đó và hồi xưa em theo một trăm triệu đó một trăm triệu thì nó cũng nhỏ nhỏ vậy thôi thì mình 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 cái cắt giấy nào đếm nữa các anh chị nhé đó xẹt 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 Chô đã nhưng mà nhưng mà mình phải nhưng mà mình phải tưởng tượng được đó là tiền anh chị phải tưởng tượng được và anh chị phải đưa cảm xúc mình vô và mình mình phải đếm sạc 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 cho nó nó giống như thiệt vậy đó anh chị nhung ạ nhớ, nhớ, lấy giấy nha đừng có lấy tiền giả đừng có lấy tiền cái tiền gì gì kia kia nha đừng có lấy mấy cái tiền đó không hay đâu là 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 giúp cho nhiều anh chị hút tiền cũng bằng cái cách đó đó anh chị nhé tại vì cái quan trọng là cái cảm xúc cái cảm xúc về tiền của anh chị đó anh chị đánh lừa được cái não bộ các anh chị anh chị đánh lừa được cả cái vũ trụ bao la này anh chị lừa được cả cái vũ trụ bao la này luôn đúng ghê lừa hay nhờ đó là anh chị đánh lừa đó đúng không ạ anh chị đang đếm giấy mà nhưng mà lừa cái này là lừa lừa cái này nó không có ảnh hưởng ai mà nó gì ạ à, nó mang lại cái cái nguồn cảm hứng cho các anh chị cái thứ hai nữa các anh chị ha đó chính là gì ạ để anh chị cảm thấy mình dư á Để mình cảm thấy dư giả đó Tại vì anh chị có cảm xúc dư giả Thì anh chị mới uh, Vũ trụ mới cho anh chị dư Được không các anh chị Và một cái thói quen tiếp theo Để cho anh chị cảm thấy dư Nó chính là Khi mà các anh chị vô dung á Có anh chị ở đây ăn mừng thành công nè Xin chúc mừng Chị Đào Thị Hương Tiền về 50 triệu Là bắt đầu anh chị sao ạ anh chị, anh chị tưởng như thiệt trời ơi tiền về năm mươi triệu yeah tiền của tôi về 50 triệu à mình tưởng tượng như là mình tưởng tượng như là mình về 50 triệu thì mình sướng như thế nào gì nhau không thế vũ trụ vũ trụ uh, ủa ủa là cái gì đây ủa là tiền về hả ủa là ủa lại là, là, có nghĩa có nghĩa là có tiền là vui đúng không uh, có nghĩa là vũ trụ nghĩ là à, vậy, vậy là có tiền là phấn khích vậy đó hả ok tưởng cái gì cho tiền bạc vậy thôi ok cái đó là chuyện nhỏ thôi, bắt đầu mang tiền đó cho các anh chị anh chị hiểu vấn đề không ạ à? còn nếu như mà anh chị thấy xin chúc mừng chị thấy thanh tiền về 10 triệu anh chị ngồi vậy nè cái bà đó không biết phải làm gì mà. tiền về giữ chạy một ngày tiền về 10 triệu đâu phải làm gì không biết không biết thiệt không mà thấy ăn mừng thấy ghê quá <laughs> anh chị nhung không là vũ trụ nó nhỏ này nó kỳ gì ta nếu không biết nó khoái tiền không rồi ngồi sẽ nó sẽ có hai nhóm người như thế Và thưa chỉ anh chị luôn á đó, đó là một cái một cái cơ hội để anh chị hút tiền đó ha một cơ hội giữ tiền có nghĩa là tám giờ rưỡi đó, là thường thường là dung dung buổi tối câu lạc bộ là ngày mùng một tết á ngày một tết âm lịch đó nó sẽ có hoặc là buổi sáng dung bốn giờ rưỡi sáng qua câu lạc bộ của trong nhóm học tập của anh chị á cứ 4 giờ rưỡi là sẽ có anh em lên ăn mừng sẽ sẽ đọc tuyên bố ăn mừng thành công thì ví dụ như đọc trong cái buổi sáng là đọc 20 anh chị đi là anh chị ngồi hay nghe, nghe tới 20 lần anh chị công nhau à, vô 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 bánh là vô bánh là hút tiền vô bánh <laughs> vô bánh hút tiền hút tiền à. rồi chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng minh hùng tiền về 5 triệu cái là anh chị anh chị anh chị cái cái, cái gì là tiền anh chị về đó à anh chị tưởng tượng như tiền anh chị về xong rồi anh chị ăn mừng giống như là là tiền của anh chị về thì chứ đó là đánh lừa vũ trụ mà nó dư vũ trụ mà cái người MC nó đọc 20 lần là anh chị ăn mừng 20 lần chị công nhận không anh chị ăn mừng 20 lần có nghĩa là anh chị đánh lừa vũ trụ thứ 20 lần lần đó là ngon thôi cơ hội hút tiền các anh chị nhé ơi, hồi xưa mà em theo cái mới mới học đó tiền khả năng hút tiền của mình lúc đó nó chưa nhiều mà mình đang rèn dũa mà nói chung lại mê mấy cái giờ đó là bây giờ mày cái giờ bây giờ, mê giờ mấy cái giờ mà ăn mừng thành công mấy cái giờ đó me 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 cái giờ đó dữ lắm em me trước hết rồi cứ cho mà đúng cái giờ đó mày vô ha ví dụ như mình lỡ cái gì đó mà chưa làm kịp ấy, thì cái giờ đó không không thể né được cái tấm lại cái giờ ăn mừng đó không có né được cái nào đó là mình phải có mặt mình hút tiền mình hút tiền mình hút tiền bà nhìn sơn chị anh chị muốn ra thành thỏ năm cho hút tiền à. thỏ 500 hút tiền mà thấy tiền né là bó tay nha hiểu không ủa thỏ năm cho hút tiền mà thấy tiền né tại vì sao ạ à? Tại vì anh chị sẽ bị cảm giác là người ta có tiền mà anh chị không có đó. Anh chị sẽ cảm thấy bị áp lực và để tránh né cái cảm giác áp lực đó thì anh chị sẽ trốn tránh bằng cách là anh chị sẽ né cái giờ anh mừng nó ra hoặc là uh, ai mà lên chia sẻ anh chị cũng né luôn. Cái người thành công lên chia sẻ anh chị né luôn tại vì anh chị sợ bị cái cảm giác bị áp lực khi người ta có cái quả mà mình không có nha coi cho bị trúng cái đó là hơi bị ngán cái anh chị trời em đi guốc trong bụng cái anh chị mà tại vì em đã từng ngồi cái ghế cái anh chị ngồi rồi cái cảm giác anh chị nhận là em đã nhận hết rồi nhưng mà cái lúc đó em theo điều chỉnh em theo biết rằng là cái cảm giác mà mình cảm thấy mình mình muốn hút tiền mà mình né tiền là không được cái anh chị không thể nào nên là bản thân của theo lúc đó theo phải chỉnh cảm xúc. Mình nói là không được. Người ta làm được là mình làm được thôi, không có được, mình không có thể né được. Bây giờ mình phải đối diện với thực tế. Đối diện với thực tế là mình phải tập khi người khác ăn mừng, mình phải ăn mừng theo và phải hưởng ứng theo được. Mình phải đối diện với thực tế không chị. Tại vì nếu mình né tiền là tiền không bao giờ nó đến với mình. Vậy thì chỉ có một cách đó chính là mình phải tiếp xúc với nó Mình phải đối mặt với nó là cách là anh chị hãy kiếm cái nơi nào mà ăn mừng rồi đó Hoặc là nhắc tới tiền đó, anh chị phải tranh thủ bây giờ đó Anh chị bay vô cho em Anh chị bay vô anh chị ăn mừng sâu nổi lên Còn thế anh chị nào mà né bây giờ đó là anh chị biết ngay Anh chị nhìn coi tiền anh chị có tăng nổi đâu Bao giờ sao chị hiểu này Anh chị nhìn thấy tiền anh chị nó có dư không Vì sao dư nữa thì anh chị hút nhiều hơn nếu như anh chị toàn né cái giờ đó anh chị để ý không ạ à? chắc nổi với anh chị luôn trăm phần trăm bởi vì em theo đã từng đi hút trong một anh em đã là chuyên gia rồi mà em đã là chuyên gia rồi mà các anh chị em đã ngồi cái ghế như các anh chị ngồi hàng hàng trăm lần hàng nghìn lần rồi mà thì cái đó là em phải biết rất là rõ ha rồi nên là các anh chị hãy luyện cho mình cái cảm xúc tốt về tiền cứ nhắc tới tiền ai ăn mừng thành công không cần biết Ai về tiền không cần biết Đó là tiền của mình Cứ thấy tiền là một phút lành Cứ mình được thấy tiền là mình ngon nha Tiền của ai không biết Tiền của anh em cũng là tiền của mình luôn á Và anh chị chỉ cần đánh lừa được vũ trụ là được Anh chị chỉ cần đánh lừa vũ trụ là à, Đó là tiền của tôi Và anh chị, anh chị hãy ăn mừng như thế Nó là tiền của mình thì theo có một cái bí kíp cho các anh chị đó chính là mỗi người mỗi khi anh chị có tiền về là mình sẽ ngồi và mình mình sẽ tưởng tượng như là tiền nếu như mình là cái cái chị đó tiền về 50 triệu một ngày như thế Ê, thì thì cái cảm xúc nó sao ta ừ nó phê cả nào ta ví dụ như là một ngày mà tiền lợi nhuận nó về 50 triệu một ngày nó làm sao ta ừ, nó, xuống đã không cái anh chị có nghĩa là mình ngồi mình phải mình phải tưởng tượng như vậy đó rồi mấy, anh chị lên mừng thành công đó, mình ngồi mình tưởng tượng trời ơi nếu mình, mình như chị này chứ sao chắc chị này chắc đang sướng lắm ta chắc là đang xuống rằng rần trong người cái cảnh giác mà 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 sở hữu được cái ngôi nhà đó chắc trời ơi doanh nghiệp mà có thu nhập thụ động mà nửa tỷ thu nhập thụ động nửa tỷ chắc trời ơi, nó sướng rồi không lúc đó mình không biết mình lúc đó mình không biết là mình sẽ sướng kiểu gì mình cũng hạnh phúc ra sao mình trời ơi, nó đã nó chung lại là người ta tiền về nhưng mà mình sướng anh chị được không anh chị làm được không ạ à? chào vicky thôi anh chị nha đó nên là anh chị nên mê mấy cái cái phi vụ đó để mà anh chị ăn mừng thành công các anh chị nhé. Để mà anh chị tận hưởng được không ạ? Và hãy 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 học cái cách nail á các anh chị. À, xin ông thức xin ông chủ tôi là thỏi đâu siêu hút tiền. À, đây là cái câu nói mà các anh chị đang nói nhiều nhất. Anh chị hãy nail. nêu vào cái ngón tay của các anh chị ha. Thì theo nail như vậy là cũng gần 3 năm rồi các anh chị. Thì mỗi lần mà mình hô lên ngón tay của mình á, mình nói là tôi là thỏi đâu cho hút tiền thì cái cảm giác tiền về của theo nó có, cái cảm giác mà sung sướng thì tiền về tự nhiên nó xuất hiện anh chị nhớ không bởi vì em theo nail đủ lâu rồi anh chị mới anh chị nail chừng một tháng là nó nó, nó ok à, neo chừng hai tuần là nó ngon rồi nó cũng có cảm giác rồi thì anh chị cứ mỗi lần anh chị thấy tiền về là anh chị nail vô nail vô là là cái lần tiền về đó nó nó bị nail vô đây anh chị nói là tôi là xin công thức xin ông chủ tôi là thổi 500 siêu hút tiền siêu hút tiền đúng không ạ nail vô các anh chị nhé đó mà luyện, luyện cái thói quen này vô các anh chị nha nêu vô. Đó và cái tiếp theo đó chính là anh chị hãy uh, có hãy, hãy tập cái thói quen là yêu quý quý mến ngưỡng mộ những người thành công và giàu có nữa các anh chị anh chị ha hãy yêu quý quý mến ngưỡng mộ những người thành công và giàu có. Chị tiền không không đủ rồi các anh chị phải người giàu nữa các anh chị nhé và có rất là nhiều anh chị ở đây á là hồi xưa em có một cái chị học viên bây giờ chị đó như thế này chỉ vô chỉ học với mình xong nghe là chị nói vậy nè, ừ, tôi thấy mấy ca sĩ, đó, thấy mấy ca sĩ đó, nó giàu có, cái cái cô đó đó, cái cô ca sĩ đó giàu có, nhưng mà cái cách giàu có đó tôi không thích <laughs> anh chị vô ạ, cái cô ca sĩ đó nó đúng là giàu có thiệt nhưng mà cái cách giàu có đó tôi không thích, giàu có không thích, tôi không thích cái không thích cái người giàu có đó, nó tấm lại là không có giàu có, thích cái giàu có đó anh chị vô ạ bao nhiêu số anh chị đây vậy bao nhiêu đông số anh chị đây cũng như thế ạ à? có nghĩa anh chị công nhận là người ta giàu thiệt nhưng mà anh chị không công nhận cái con đường làm giàu của họ anh chị nói là giàu có thì không thích đó và bắt đầu anh chị nói là tôi không thích cái, cái, cô đó và bắt đầu cái người đó là người giàu nhưng mà anh chị lại không thích nói anh chị nhiều không người đó là người giàu có mà anh chị lại không thích cái xong cái em thì mới hỏi nhưng mà cái chị đó sao mà chị không thích chị đó làm gì mà chị đó làm gì chị mà chị không thích không chị không thích cái cách làm giàu như thế chị thích là giống cái người dày 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 nè chị không thích cách làm giàu vậy Các <laughs> anh chị hình dung không nhưng mà vũ trụ cũng có hiểu vũ trụ chỉ biết là anh chị không thích người giàu thôi và anh chị hãy nhớ rằng là anh chị sẽ không bao giờ trở thành cái người mà anh chị không thích nhớ yeah. anh chị sẽ không bao giờ trở thành cái người mà anh chị không thích đâu ạ anh chị chỉ cho hình cái người idol thôi một cái người giàu uh, anh chị thấy cái người giàu anh chị nói anh chị không thích anh chị không thích cái cách họ uh, quản lý tiền anh chị không có thích cái kiểu cách của họ dạ thưa <laughs> là bọn coi như xong rồi cái gì coi như xong luôn á có một số nữa, anh chị nói là tôi uh, tôi có một ông bác giàu có lắm nhưng mà cái ông bác nó kêu kêu dữ đây là tôi không thích không bao giờ tôi qua nhà ông bác đó tại vì ông kêu lắm mỗi lần qua nhà là là mình sợ không nghĩ mình sợ mình mình sợ không nghĩ là mình lấy cái gì của ông nên là không bao giờ tôi qua <laughs> em nói anh chị là tiềm thức nó không biết nguyên nhân vũ trụ nó không biết nguyên nhân vũ trụ chỉ biết rằng là anh chị không thích người giàu nói tới người giàu anh chị không thích <laughs> anh chị nhớ không, không và anh, anh chị có làm trời làm đất anh chị có kinh doanh đủ kiểu nó cũng không làm cho anh chị giàu lên tại vì anh chị không thích người giàu và vũ trụ với tiềm thức đó các anh chị nó 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 chỉ nó chỉ muốn đáp ứng cho anh chị cái gì mà chị thích thôi mà anh chị anh chị chỉ trở thành cái người mà anh chị idol thôi đúng không ạ anh chị idol anh chị mới chịu làm theo còn ví dụ như anh chị không không thích người ta anh chị đâu có làm theo anh chị làm ngược lại không, anh chị thấy người ta quản lý tiền anh chị nói người ta keo người ta đang quản lý tiền của người ta chi ly người ta đang quản lý tiền xuất sắc anh chị nói người ta kêu kiệt cái xong cái anh chị nói gặp gặp tớ đó nha người tớ rộng lượng lắm mấy cái đó là tớ bao hết <laughs> Chính vì như vậy mà nó không giàu lên được các anh chị ạ. À? Đúng không Chính vì như vậy mà nó không giàu lên được đó. Anh chị hình dung mà Bao nhiêu số anh chị này từng đã từng không thích một cái người họ quản lý tiền quá chi li. Dạ. Và họ họ giàu lên, họ họ rất là giàu nhưng mà họ quản lý tiền đó là chi li. Dạ thưa các anh chị. Chính vì họ quản lý tiền xuất sắc như vậy họ mới giàu lên đó. <laughs> và ở đây cho hỏi tất cả anh nam này, anh nam những anh đàn ông nam nè cái, cái anh, cái anh có thể là ga lăng không <laughs> nói chung là cái chầu nào hay đi đâu mà có chị phụ nữ là anh vào hết <laughs> ok vào hết rồi thì cho hỏi các anh là anh các anh đã dư giả là các anh có chưa thì vũ trụ chỉ biết rằng là bạn không yêu tiền Dạ yeah. Dù dù chứ biết bạn không yêu tiền thôi Anh đây là những anh nam á Bây giờ mình bớt ga lăng lại đi Mình chỉ cần ga lăng với vợ mình là được rồi Được không ạ à? Và Nó có một cái quy luật của người giàu vậy nè các anh chị Quy luật chơi về đi chơi Mà nó về tiền của người giàu này vậy nè các anh chị Đó là sản phẩm Chia đều hết Chia đều hết các anh chị nhé Không ai bao ai Không ai phải trả cho ai hết nếu anh chị muốn làm bạn người giàu á, thì anh chị phải hiểu được cái tính này của họ còn nếu như mà anh chị đi gặp những cái người giàu mà anh chị nhờ vả đó thì anh chị thì anh chị vào cho họ nhé anh chị phải cho anh chị bắt người ta trả tiền đó ta cái đó không được ý em đang nói là nếu anh chị là những người bạn với nhau những người bạn giàu với nhau và đi chơi với nhau thì anh chị hãy luôn luôn là chị chia đều và những người giàu em nói với anh chị là họ cực kỳ quản lý tiền xuất sắc các anh chị nhớ Không có cái chuyện mà ờ, Tại vì em là con gái Nên là thôi Thì coi như anh bao cho em Em được Các anh chị nhé Học cách quản lý tiền lại đi các anh chị Đặc biệt là các anh nam hay ga lăng <laughs> Hay ga lăng đó mà bây giờ nên là tiền Nó chỉ biết là anh chị không yêu tiền thôi Đó nên em nói các anh chị rằng là người giàu á Ai giàu lây như thế nào ha Nó đều có quy luật hết Ai mà sống thuận lục các anh chị Thì họ sẽ được những điều tuyệt vời và lục nhân quả thì nó luôn không chừa một ai Lục nhân quả nó không có chừa một ai Nó luôn đúng với tất cả mọi người Nên ai mà giàu có Mà cái vì cái lợi ích Nó không có vì lợi ích của cộng đồng đó, Thì trước sau gì họ cũng Có những cái quả nó không hay thôi các anh chị ạ Nên là Cái người nào họ làm giàu như thế nào Đó là cái chuyện của họ Cái đó là Cái, cái đó là việc của vũ trụ <laughs> Cái cái việc nhân quả đó là vũ trụ lo còn việc của các anh chị là hãy tập trung vào chính mình chỉ cần ai nói giàu họ giàu có lên anh chị ngưỡng mộ vậy thôi anh chị hãy ngưỡng mộ cái sự giàu có của họ còn cái chuyện mà họ làm giàu như thế nào cái đó là cái đó là chuyện của vũ trụ lo và bản thân của các anh chị là chỉ tập trung hãy yêu quý những người giàu hãy yêu quý những cái người mà họ thành công họ đã mình ngưỡng mộ cái sự giàu có thôi các anh chị anh chị đồng ý không ạ còn họ làm như thế nào đó là chuyện của họ các anh chị nhé. Các chị hãy tập trung vào chính mình, tập trung vào túi tiền của mình đó. tập trung vào cái con người của mình đó. Bao nhiêu sách chị làm được như này ạ? À? Được không, các anh chị ơi? Vậy thì hãy rèn cho mình cái thói quen này vậy. À? Hãy rèn cho mình một cái thái độ tốt về tiền và hãy vậy. À? Hãy có một cái thái độ đúng đắn, yêu thương, quý trọng đồng tiền. Và hãy yêu thương, quý trọng những người thành công và giàu có. Và hãy học theo họ các anh chị à, Nếu mà những cái người nào mà thành công và giàu có Mà các anh chị thấy được rằng là Cái sự giàu có của họ rất là tuyệt vời Thì hãy học theo họ và em theo rất là may mắn Cuộc sống của em theo hoàn toàn đã thay đổi Khi mẹ em theo cho phép mình Đồng hành với những anh chị trong thành viên câu lạc bộ Có mặt trong cái chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời Để mà làm cái quy trình offline á. Quy trình những cái quy trình đó Thật sự nó đã bứt phá em theo các anh chị Và rất là nhiều người họ nói rằng là Đừng có đi theo đừng có đi theo những cái người đó những người giàu đó họ không có tốt đâu họ chỉ đang lừa bạn thôi mà em theo đó rằng là đi theo cái người đó em không có gì hết nhưng mà đi theo những cái người giàu đó họ chỉ cho mình tư duy kiến thức tầm nhìn không biết họ lừa em cái gì chứ mà trước tiên là em được học đấy trước khi là đã được học các anh chị và em nói thật các anh chị là em theo, theo rất là biết ơn cái ngày đó em nó cho phép em theo có mặt trong cái chương trình offline câu lạc bộ và chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời thật sự là những cái quy trình ở trong đó nó đã khai phá từ một cái con người mà hết gọi là rất bình thường luôn á một cái người mà không có tư duy không có kiến thức không có một cái tầm nhìn không có một cái sự hiểu biết là con nhà nông mà các anh chị sinh ra là con nhà nông thì làm gì có cái gì ăn học gì cao siêu đâu em chỉ học tới đại học thôi mà học nó cũng không có gọi là chuyên ngành chuyên khoa nữa học bằng cách là học theo theo cho có thôi ở đây là các anh chị hãy ha nếu mà được á sắp tới là anh chị cơ hội với các anh chị nè bao nhiêu số anh chị nắm bắt cơ hội nè bao nhiêu số anh chị nghĩ là mình là thuộc cái tiếp mà gọi là sẵn sàng nắm bắt cơ hội và chỉ cần nghe ngóng thông tin nghe ngóng thông tin thôi là anh chị ngon nè và cái chương trình sống ngày của cuộc đời bây giờ các anh chị nhé nó sẽ có một cái chương trình offline các anh chị ạ à, và đây là 3 năm rồi không có tổ chức cái chương trình offline bao giờ hết và chỉ có cái lần này giống như là phải có cái tiệc tăng niên á thì câu lạc bộ giống như là muốn tổ chức một cái chương trình offline cho các anh chị nên là các anh chị đây là cơ hội thì có thì thấy có một bạn anh chị rất là nhẫn nhơ với cái cơ hội này thì hỏi là chị ơi ra quyết định đi offline chưa <laughs> Ủa chị ừ, chưa tại vì chị đang bận cái này bận cái kia bận cái nọ em nói anh chị á là anh chị bận bao nhiêu năm rồi anh chị bận cả đời rồi các anh chị năm nào anh chị cũng bận hết á cái tết năm nào anh chị cũng bận hết á rồi cuộc đời anh chị nó có khác không cái tết nào cũng bận có nhiều chuyện á cũng cái okay. anh chị biết không em hỏi thứ ủa chị không biết là chị bận cái gì chị nói em nghe được không cái xong ngẫu kể ờ, tết tư chị bận biết không chị quét nhà dọn nhà nhà cửa <laughs> Dọn với nhà dọn nhà nhà cửa cái xong cái hỏi Ủa rồi chị đi làm rồi sao ờ, Tết được chị nghỉ chưa? chưa chưa được nghỉ luôn hả? Công việc công ty chị nghỉ rồi nhưng mà chị cũng phải um, lo cái Tết tư rồi lo cúng quả rồi lo nhà cửa rồi lo ông bà con cái nói chung là kể cái bạn em thấy cái bạn toàn cái bạn gì đâu không chị? Ủa nó bận cái gì đâu em tưởng nó làm cái gì to lớn nghiệp lớn lắm? Ai à, vậy hỏi em em thắc mắc cái bạn của cái anh chị á tại vì người ta là người ta bận cho cái tương lai đó mà cái em thêm mới tò mò quá em hỏi ủa chị sau lúc này em hỏi chị chuyển bận hết chứ chị chị, chị kể thôi em thứ là một ngày chị làm cái gì cái gì cái gì để em biết là chị đang bận cái gì không cái xong kể ra bận cái gì đâu mà toàn là cho con đi học rồi chỉ cho con học rồi lo con cái rồi đút con ăn rồi dọn nhà cửa tách tư là phải dọn nhà cửa lau chùa bằng ghế rồi bận xử lý mấy cái cái việc của công ty là dòng lại rồi nói chung là mấy cái bận gì đâu không các anh chị nhé thật sự luôn ấy à, nó không có không, không phải là bận cho tương lai của các anh chị em theo phải tưởng đâu là bận cái gì bận là em tưởng đâu cái gì đó nó, nó ghi gớm lắm các chị là cái gì đó to lớn lắm làm ra cái gì đó nó gọi là, là một cái hợp đồng lớn hay gì đó hay là đang phải xử lý một cái hợp đồng tiền tỷ hoặc là tiền tiền triệu đô hay gì đấy nhưng mà cái bạn của các anh chị <laughs> em nghe kể xong là em em sốc luôn các chị nhé em bị sốc bị sốc ba giây nên em nói các anh chị rằng là bận em thấy năm nào anh chị cũng bận có nhiều chuyện đó. cũng bận quét nhà dọn nhà cúng quả rồi cũng số 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 liệu giấy tờ rồi cũng bận gầm lâm tà la đó thì thì năm nào nó cũng vậy mà anh chị thì năm nay em nói anh chị là cơ hội thử đi offline một lần đi cái chương trình offline nó diễn ra từ ngày 24 nhưng mà anh chị hãy đăng ký trước cho mình ở nên là em nghĩ là các anh chị hãy cho phép mình đi các anh chị nhé Tại vì anh chị nào là trong thành viên 60 ngày làm chủ cuộc đời Anh chị mới được tham gia Những người ở ngoài kia họ còn chưa biết là có cái chương trình offline Có thể chữa lành cho bạn kể cả bên trong Bao nhiêu năm nay cơ thể các anh chị nó đang bị Nó gọi là nó đang bị cái gì bên trong không biết Nó bị lẩu cái gì bên trong, nó bị tổn thương cái gì Gia đình mối quan hệ hay là quá khứ điểm đen gì không biết nó tóm lại là anh chị được chữa lành hết qua cái quy trình đó nó, nó rất là dễ dàng chỉ cần một cái quy trình thôi để anh chị biết không ạ có một cái quy trình em nói anh chị là bản thân các anh chị đó. anh chị muốn hút tiền đâu mà anh chị ngồi như thế này nè anh chị hút được đất nước đất nước lửa gió tất cả những cái năng lượng vũ trụ vô người các anh chị được không? anh chị hút vô được, được không hay là anh chị cần một cái quy trình em nói với chị là chỉ có một cái quy trình và quy trình đó là nó tốn công năng cái người mà đứng đứng làm quy trình đó cái năng lượng nó phải giàu rất cao mới làm được và phải là một chuyên gia chính hiệu các anh chị phải là một bậc bậc thầy của các bậc thầy và phải là à, đỉnh cao mới có thể làm được quy trình này cho các anh chị và giúp cho các anh chị hút là đất nước lửa gió hút hết cho người các anh chị luôn và lúc đó là nên chị sẽ quá thành một con rồng rất là to bay lên trời nói chung là nó làm hay lắm và em theo nhớ là cái năm ba năm về trước đó, em theo cũng tham dự có offline làm quy trình này và có một cái người chị là bà nhìn thấy tiền nó chảy về như thế nào đó là về nhà trong 6 tháng đó các anh chị nhé 6 tháng sau cái quy trình đó là thành công là vang dội luôn các anh chị mà cái cô đó là cô đó là năm 56 tuổi rồi nhé mà cô đó còn hút năng lượng sẽ đỉnh cao và tiền của ấy là về là, là, tăng gấp gấp 10 lần gấp 10 lần sau đó nhưng mà em theo em theo không có nhớ không không có nhớ không có nói là cái cụ thể con số các anh chị khủng khiếp lắm nên là anh chị nào ở đây mà mình thật sự là có cơ hội các anh chị tại vì quy trình đó nó, nó đắt giá lắm em nói thật sự là nó rất là đắt giá mà hồi xưa em cũng may mắn đó, là em cũng cơ hội em đi em mới được làm đó. chứ còn nếu như mà nếu mà để mà em thưa uh, đi ra ngoài tìm kiếm để mà học đó, là không, không biết học ở ai đâu các anh chị và em thưa rất là may mắn được làm cái quy trình đó và về sau 6 tháng là thành công em thưa vượt trội luôn và sau đó 6 tháng và sau đó một năm là em thưa mới cắn mốc một triệu đô la đầu tiên đó là cũng nhờ cái quy trình đó đó hồi xưa đi offline á, là tham gia chương trình 60 ngày nó có ghi rằng là uh, chia sẻ bí kíp đạt được một triệu đô la đầu tiên cho em thấy cái chữ một triệu đô la đầu tiên em thấy mê quá cái đó loại mới mới đi 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 dự đó thì mới làm cái quy trình mà hút đất nước lửa gió gì đó cái xong nó về đúng sau đó một năm là em thư đạt được một triệu đô la đầu tiên đó Thế nên là các anh chị ơi cơ hội cơ hội mà sao bỏ cái bảng của anh chị qua bên đi <laughs> anh chị chỉ cần ra quyết định thôi ra quyết định đó là được rồi đúng không ạ điều kiện đăng ký là anh chị tham gia và anh chị chỉ cần có sở hữu được cái chương trình sống ngày làm chủ cuộc đời là anh chị được tặng vé offline và em nói với anh chị là vé có giới hạn tại vì đông lắm Đã có nghĩa là những những người mà kia là chưa biết nha chỉ có anh chị trong này biết thôi có nghĩa là những chưa truyền thông ra bên ngoài đó anh chị nhé chưa truyền thông ra bên ngoài đó là chỉ có những anh chị là thành viên 60 ngày thôi mới được tham gia thôi đó chứ không phải là à, ai cũng được đâu các anh chị không phải là ai cũng tham gia được đâu nên là vé nó có hạn lắm nên anh chị nào là thành viên chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời là anh chị vừa được câu lạc bộ hoa rèn luyện cho anh chị 60 ngày làm chủ cuộc đời rồi mà anh chị vừa được tặng cái chương trình vé offline đó nữa nên là cơ hội vàng của các anh chị nha ờ, và 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 những anh chị ở ngoài chưa truyền thông ra bên ngoài nên là các anh chị ở đây á mình khao khát em theo chia sẻ mà anh chị cảm thấy con người bên trong mình nó chạm vô bên trong ha ra quyết định sở hữu liền cái vé offline được không ạ? anh chị muốn sở hữu á anh chị hỏi cái người trưởng nhóm của mình cái người gửi mãi dùm cho các anh chị anh chị đăng ký liền để các anh chị đăng ký để giữ giữ vé cho các anh chị ha giữ vé cho các anh chị để mà có mặt trong chương trình offline coi như là đổi đời luôn cái chị làm quy trình đó là anh chị nhanh lắm anh chị bất phá lẻ lắm còn không làm á là anh chị kiểu như bị khép kín bao nhiêu năm nay á các anh chị khép kín bao nhiêu năm nay á Ha. thì mấy cái thông tin này anh chị hỏi những người trưởng nhóm của mình á, những anh chị mà gửi mã giùm cho các anh chị đó. anh chị có làm bạn với họ chưa? <laughs> cái người mà ngày nào cũng gửi mã giùm cho các anh chị mà anh chị không làm bạn với họ sao? Anh chị không biết ơn họ sao? Ờ, hãy hỏi họ đi các anh chị, hãy kết nối với họ đi. Hỏi họ đi. Ừ bây giờ sao? Anh em bây giờ tôi khảo khát quá rồi. Có cách, có cách nào mà cho, cho sở hữu cái vé đó đi. Bây giờ là 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 phải sở hữu được cái vé đó để mà đi thôi để mà đi thay đổi cuộc sống không biết bây giờ hết hết cơ hội hết hết đường rồi chỉ có cơ hội đó thôi chỉ có một cái cơ hội đó thôi một cái tia sáng nó bắt đầu nó lé ra rồi tia sáng lé ra rồi các anh chị ơi. Ok, rồi chúc cho tất cả anh chị đây có mặt trong bao nhiêu số chị đâu định là tôi có mặt trong chương trình offline của câu lạc bộ vừa được giữ tăng niên mà vừa được giữ offline vừa được gặp các đa triệu phú đô la vừa được hưởng một trường năng lượng và hút năng lượng đất nước lửa gió nghe chị thì chị hãy comment tôi và hãy liên hệ với anh chị chủ nhân của mình nha và bây giờ em theo xin uhm kết thúc cái của chương trình buổi tối ngày hôm nay và dặn lại các anh chị là uh, hôm sau sẽ có một triệu phú đô la khác để chia sẻ lại các anh chị những điều cần thiết để chuẩn bị cho năm 2023. Và anh chị sẽ rất là bùng nổ nên chỉ có một sự chuẩn bị tốt. À, tất cả mọi người hầu như là người ta sẽ đợi mùng à, mày hết mùng hết mày rồi người ta bắt đầu năm mới. À, nhưng mà tất cả anh chị ở đây mình đã bắt đầu trước năm luôn rồi thì anh chị sẽ thành công rất vang dội cho năm 2023. Nên là anh chị hãy có mặt à, vào 20 giờ 30 tối ngày hôm sau là ngày 18 tháng 1 tiếp tục nha. Rồi, à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ạ. À. À, xin mời các anh chị có thể mà biết chào nhau nha. Yeah.